Và rồi ok, thì cuối cùng mình cũng đã đạt được đủ 100 hiệu và chấm dứt cái chuỗi ngày mất ngủ các bạn ạ. Và trong cái video này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để làm hết tất cả 100 huy hiệu một cách dễ hiểu và sẽ gộp lại tất cả trong cái video siêu dài này nhá. Thì đó, đây chính là cái phần thưởng giá trị nhất của cái sự kiện lần này, chính là một quả trứng. Thì có thể quả trứng này trong tương lai nó có thể sẽ lên limited và các bạn có thể ban nó đi để kiếm Robux ấy. Có thể thôi nha các bạn, mình không chắc nha. Cái hôm mà nó xảy ra cái sự kiện thì mình nhớ là cần phải 100 hiệu thì mới lấy được quả trứng này, nhưng mà bây giờ nó giảm còn 95 rồi, khá là khó hiểu ha. Mình rất là vất vả để có thể mà tạo ra được cái video dài như thế này. Thì mình rất mong các bạn sẽ cho mình một cái đăng ký để mình có thêm một cái chất dopamine để giúp mình làm tiếp các bạn nhé. Và cũng như là đăng ký để các bạn có thể cập nhật những cái thông tin sớm nhất. Nếu như mà tương lai Roblox nó cho ra một cái sự kiện lớn nào đấy thì mình cũng sẽ làm cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì mình có để timestamp cho cái video này để các bạn không có tốn thời gian để mò game mà các bạn muốn chinh phục các bạn ạ. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thì ok, đầu tiên mình làm chắc chắn là Bloodborne rồi các bạn ạ, vì kênh mình chuyên quay từ game này mà. Thì mới vô game các bạn tìm cái con NPC mà nó có chữ đồ hăn này để nhận nhiệm vụ nhá. 3 nhiệm vụ sẽ là chơi 5 lần trong bất kỳ chế độ nào này, chém bóng 30 lần này và phải giết được 3 người các bạn ạ. Thì để làm nhanh nhất các bạn hãy vào cái cổng màu xanh lá ở đây. Các bạn chọn cho mình chế độ Training Mode nha. Bấm Single Player và bấm Create cho mình rồi vào chế độ này. Thì các bạn cứ việc đánh con boss này 5 lần và chém bóng 30 lần là xong rồi. Quá easy luôn. Đấy các bạn thấy cái số ở trên đầu mình không? Nó tăng lên 30 lần là xong các bạn. Đó là số lần chém bóng đấy. Sau đó các bạn cứ chịu thua, cố tình chết với con boss này cho đủ 5 trận là được nhá. Đó các bạn thấy chưa, hoàn thành cực kỳ đơn giản 2 nhiệm vụ luôn, chưa tới 2 phút nữa. Thì cái nhiệm vụ cuối cùng là giết 3 thằng, các bạn có thể kêu một người bạn của các bạn vào server VIP để các bạn giết 3 lần cũng được. Hoặc không thì cứ ra server thường try hot với mấy thằng trong server này. Thì kiểu mình đã có tất cả những cái ability mạnh nhất game luôn rồi. Thì vốn dĩ là kênh mình chuyên quay game này mà, đâm ra là mình sẽ sử dụng cái ability Singularity vì nó rất dễ để giết người khác các bạn ạ. Ok, xong cả 3 nhiệm vụ rồi này. Đơn giản quá các bạn ạ. Chưa tới 5 phút là xong hết rồi. Các bạn vào lại cái con NPC trong game này nhá. Cái xong rồi các bạn bấm claim hết cho mình. Đấy, huy hiệu nó sẽ ở góc này, tức là các bạn đã xong rồi nhá các bạn. Vô lại từ game The Hunt First Edition thì các bạn sẽ thấy là mình đang sở hữu một huy hiệu ở đây, còn đúng 4 cái nữa thôi. Ok, tựa game tiếp theo mình chọn sẽ là Pet 99 các bạn nhá. Wow, mấy vô game rồi đã cho mình huy hiệu luôn này. What the hell? À, chắc là bởi vì mình đã phá đảo tựa game này rồi. Thì ra các bạn chỉ cần unlock 20 cái arena bằng cách dùng pet đi cày tiền và mở trứng để nhận được những con pet mạnh hơn. Mình nghĩ chắc là các bạn nào cũng biết chơi Pet Simulator rồi đúng không nhở? Thì chắc khỏi cần nói ha. Nếu các bạn mà không biết chơi game này ấy, thì có thể xem cái video này của mình nhá, link dưới vô tả video. Tiếp theo game mình chọn sẽ là Snowball Obby các bạn nhá. Vô đây các bạn chỉ cần bấm vào cái biểu tượng The Hunt ở đây, bấm Accept và AFK trong game tầm 15 phút và các bạn sẽ nhận được huy hiệu nhá. Ok, đã hết 15 phút rồi mà mình đã nhận được huy hiệu rồi các bạn ơi, let's go. Tiếp theo mình sẽ chọn tựa game Brookhaven. Và để lấy cái huy hiệu này cũng rất là đơn giản luôn, hãy cứ làm theo mình. Các bạn cứ đi theo cái hướng mũi tên ở đây, sau đó bấm vào cái bảng này để nhận nhiệm vụ của nó. Các bạn hãy đi hết cả cái map này tìm 20 quả trứng phục sinh cho mình là được nhá. Các bạn có thể bấm shift để chạy nhanh hơn, cứ tua chậm video của mình để biết vị trí của 20 quả trứng nha các bạn ơi. Thank you.
Yes sir, quả cuối cùng xong rồi các bạn ơi, quá easy luôn. Đó, huy hiệu này các bạn. Ok, bây giờ chúng ta đã xong được 4 huy hiệu rồi. Tựa game thứ 5 mình chọn sẽ có một phần khó hơn một chút xíu so với những game còn lại nhá. Nhưng mà nó vẫn dễ lắm các bạn ạ. Tựa game mình chọn sẽ là All Star Tower Defense. Thì các bạn hãy vào game này thì game nó sẽ cho các bạn 200 kim cương. Các bạn cứ mua hết nhân vật tiêu sạch kim cương luôn cho mình nhá. Sau đó bấm Inventory và equip hết nhân vật, những cái nhân vật này vào cho mình. Sau đó các bạn đi quay map thì tìm cho mình chế độ Story nhá. Rồi vô một cái khu vực bất kỳ trong cái hang này. Chọn Beginner Saga này, chọn Stay 1 này, rồi bấm Start nha. Nếu bạn chơi game thủ thành nhiều thì game này nó cũng khá là dễ. Giờ thì các bạn chỉ cần đặt mấy con unit ở gần đường đi của những con lính này. Ví dụ như con Luffy, Naruto thì đặt trên mặt đất nha. Còn riêng cái con Goku thì các bạn phải đặt trên cái mỏm đá này cho mình nhá. Các bạn có thể tua nhanh tốc độ bằng cách bấm ở đây này. Đấy, cho nó nhanh. Cứ mỗi một wave thì nó sẽ cho mình một chút tiền để có thể mà nâng cấp nhân vật và mua nhân vật mới các bạn nhá. Để nâng cấp thì các bạn cứ bấm vào cái con nhân vật rồi chọn upgrade nha. Thì bây giờ các bạn sẽ phải chơi ít nhất là 10 wave và giết được một con thỏ vàng thì sẽ nhận được huy hiệu nha. Rồi ok, thì tới wave 10 rồi các bạn ạ. Con thỏ vàng đây này. Đấy, thì chỉ cần giết được nó là huy hiệu. Ok, xong. Đã có huy hiệu, đã xong 5 cái, rất đơn giản luôn. Thì ok, thì hiện tại là mình đang có mặt ở trong cái tựa game Club Roblox. Thì để lấy được cái huy hiệu trong cái game này thì các bạn cứ đi theo cái lối mà nó có chữ The Hunt This Way này các bạn ạ. Đây, 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 đó, cứ đi theo cái The Hunt This Way. Đấy, nói chung là đi theo cái dấu chân, cái chỉ dẫn của người ta khá là dễ. Rồi, các bạn vào trong cái tòa nhà này nhá. Đó, xong rồi các bạn nói chuyện với con vịt ở đây. Đó, để chắc là được rồi đó. Rồi, vào thang máy phát, rồi. Rồi ok đó, thì bây giờ các bạn hiện ở trong cái obby này. Các bạn cứ chơi obby bình thường thôi, cái này cũng khá là dễ mà, không có gì là khó cả. Đấy, cứ đi bình tĩnh thôi. Rất là dễ luôn, đấy. Đây, bấm E vào thang máy. Rồi bây giờ các bạn đi tìm mấy cái dây điện ở đây này. Các bạn vào, các bạn cố gắng đấy, bấm E để mở mấy cái dây điện này cho nó thành màu xanh. Các bạn đi khắp căn phòng này cứ tìm mấy chỗ dây điện là xong rồi. Rồi xong rồi các bạn ra tập trung, các bạn đứng ở đây, các bạn chờ cái cục đây nó tặng đây đấy, cái cục nó đi lên này. Đó, các bạn nhảy lên đây. Rồi, ok, đã xong rồi các bạn ơi. Lên thang máy nào, qua phòng tiếp theo. Rồi, và đây là phòng tiếp theo thì các bạn sẽ đi tìm cho mình những cái thẻ nhìn như là keycard ở trong game Zelbreak ấy, các bạn biết mà. Đấy, nhặt các bạn đi tìm, nói chung là cứ lục tung cả cái phòng này lên đi tìm mấy thẻ là được rồi. Đấy, như là tìm 3 thẻ em ạ, tìm 3 cái thẻ có màu khác nhau các bạn nhá. Rồi ok, mình đã tìm xong 3 cái. Rồi các bạn đi tìm vào cái phòng, nó có cái phòng nó nhìn như thế này này. Các bạn vào đây, các bạn vào thang máy. Rồi, lấy cái xẻng này đập vỡ kính luôn. Đó, tiếp tục vào thang máy này. Rồi bây giờ các bạn đi khắp xung quanh cái phòng này, các bạn tìm cái chỗ nào nó có cái mã cho mình nhá. Bây giờ các bạn phải tìm cái máy in mà nó có ghi cái số gọi là số 1 ý các bạn ạ. Ui, mình có cái thằng con mình, với cả các bạn sẽ bị con vịt này đuổi theo khó chịu lắm nhá. Rồi 4 này. Đây cái máy số 2 mình nhớ ở đây này, 4 này. 0 này. 4 0 và 0. Rồi 400 các bạn ạ, mã là 400, các bạn vào đây các bạn nhập code này vào 400 này. Đó, xong vào đây. Tắt mấy dây điện này đi. Đấy, rất đơn giản luôn. Đấy, ok. Đấy, vậy là xong rồi các bạn ơi, quá là đơn giản luôn. Rồi, các bạn vào cái phòng này nhá, xong rồi các bạn tương tác với con vịt ở đây này. Đó, các bạn đứng trên này xong các bạn nhảy ra. Rồi. Đấy, đứng yên đây là có cái, nó sẽ hiện cái huy hiệu ở đây chắc chắn, đấy, thấy chưa? Đó, vậy là xong rồi đấy các bạn. Quá đơn giản đúng không? Rồi ok, bây giờ mình đến với tựa game tiếp theo rồi các bạn ơi. Ok, tựa game tiếp theo mình chọn đó chính là Natural Disaster Survival. Đây là một trong những game đầu tiên mà mình chơi ở Roblox. Tự nhiên chơi lại game này, tự nhiên tuổi thơ nó ùa về, 5-6 năm trước nó ùa về các bạn ạ. Thì ok, để lấy được huy hiệu của game này thì các bạn hãy ra đây. Đó, các bạn, tức là thằng này nó yêu cầu các bạn phải đi tìm ít nhất là 3 cái đồng hồ ở trong cái map ở dưới các bạn ạ. Và đây là một cái huy hiệu khá là phiền phức để lấy, tại vì kiểu các bạn phải lấy nhanh ý, mà các bạn có phải cạnh tranh với những cái người này nữa. Đâm ra là nếu mà ok thì chắc mình khuyên là các bạn nên tìm server ít người các bạn ạ, là cách tốt nhất luôn. Đó, thì do là nó quá là đông, đâm ra là mình đã tìm được một cái server chỉ có đúng 5 người để tăng tỷ lệ, để có thể mà
tìm được cái huy hiệu các bạn ạ. Nếu mà các bạn nào mà có những cái game pass như kiểu bóng bay, quả táo hay là cái này để chọn map thì có bạn mình khuyên là các bạn nên dùng. Đây mình chọn map này cho nó dễ tìm. Đó, thì có game pass mới có mấy cái game pass, có mấy cái vật dụng này, bóng nó có thể bay lên trời, táo có thể hồi máu này. Mà khi mà các bạn tìm được mấy cái đồng hồ đi xong, các bạn còn phải sống sót nữa nha các bạn. Xong rồi các bạn phải mang cái đồng hồ đi về và đưa cho cái thằng kia, đưa cho cái thằng phi hành gia mặt Giga Chat này. Đó, mình chọn cái map này cho nó dễ. Map này. À đủ đó mới vô mình thấy cái đồng hồ bé tí bé tẹo ở trên đỉnh nóc nhà luôn này. Lấy nhanh các bạn ơi, lấy nhanh. Lấy nhanh nào, Đây rồi các bạn ơi. Không biết là có cái nào trong này không, chắc bọn nó vào bọn nó lấy hết rồi. Ui động đất kìa, trời ơi. Ra khỏi nhà rồi. Ok, an toàn rồi anh em ơi. An toàn rồi các bạn ơi. Làm sao mình sẽ sống được? Trời ơi, động đất lâu thế, nãy giờ hơn 1 phút rồi chưa xong nữa, lâu thật sự luôn. Đây rồi, động đất ngừng rồi các bạn ơi, kết thúc rồi. Bây giờ mình còn phải lấy 2 cái đồng hồ nữa là xong. Hình như là cái này mình không biết là nó có thể cho phép mình lấy cả 3 đồng hồ cùng một lúc hay không, nhưng cái này mình chịu. Rồi đó, mình cho thằng này một cái đồng hồ, bây giờ mình còn đúng 2 cái nữa thôi các bạn ạ. Cố lên nào. Ui, có một cái ở trên tít ở trên đỉnh này. Sợ thật sự luôn. À đây, nhưng mà không sao sao, có một cái gần ở đây, mình ra đây mình lấy cái này trước. Rồi, một cái. À có một cái ở đằng sau tường này. Ôi không lấy được, mình chỉ vậy là trong game nó chỉ cho mình lấy đúng một cái thôi. Ôi vậy là mình lấy được cái này rồi, mình không lấy được nữa. A few minutes later. Ok. Vậy là mình đây, mình đã xong cái đồng hồ thứ 3 rồi các bạn ơi. Trao cho thằng này. Rồi, xong huy hiệu. Rồi ok, complete này, đấy huy hiệu này các bạn ơi. Ok, hẹn gặp các bạn ở game tiếp theo nhá. Ok, chúng ta đến với tựa game tiếp theo là Legend of Speed. Thì cái này khá là đơn giản, các bạn chỉ cần đi nói chung là đi xung quanh 3 bước là được các bạn ạ. Đấy, nói chung là đi cứ đi tốc độ nó sẽ tăng dần từ từ nhá. Và sau đó các bạn sẽ đi rất nhanh luôn. Lúc đầu các bạn bắt đầu rất là chậm nhưng mà các bạn bắt đầu rất là nhanh. Nói chung là đi bộ 1000 bước và đi lặn mấy cái xung quanh là được rồi. Ủa, sao tưởng 1000 bước mà chưa gì đã được rồi này. Oh what the hell. Ủa là đi bộ 100 bước vậy là được rồi á hả? Ủa, what? Bro, đi bộ 100 bước được luôn. Từ từ để mình kiểm tra xem nào. Uầy, các bạn ơi, thật sự là mình đã lấy được các bạn ạ. Đi bộ 100 bước được huy hiệu luôn. Đấy, mình đã được 8 huy hiệu rồi, ok. Bây giờ mình với các bạn cùng đến với tựa game tiếp theo nào, let's go. Ok, tiếp theo là sẽ là game Ninja Legend nha các bạn ơi. Một tựa game rất là nhiều người chơi hồi xưa nhưng mình là thằng duy nhất không chơi. Và rất đơn giản thì mới vào nó sẽ cho các bạn một cái kiếm ở dưới này. Các bạn chỉ cần xẹt vài đường nhá. Các bạn sẽ nhìn được cái đế và cái shuriken này, các bạn lên của các bạn nó sẽ là 15 shuriken. Thì khi các bạn đủ 15 shuriken đúng không, các bạn sẽ ra cái chỗ mà sell ninjutsu này cho mình, bán để được lấy tiền. Rồi các bạn dùng cái tiền này, các bạn ra cái phần shop, các bạn tìm cho mình cái phần shop ở đây. Đó, sau rồi các bạn nâng cấp tất cả mọi thứ cho mình, nâng cấp từ kiếm này. Sau khi mà các bạn được 100 cái shuriken ấy, kiểu là chém được 100 lần shuriken thì có thể là nó sẽ cho các bạn nâng cấp lên cái bell, mấy cái bell này. Thì các bạn có thể mà có thêm được cái shuriken của bạn, nó sẽ từ 15 nó sẽ lên 1000. Đấy thì các bạn cứ tiếp tục làm tới khi nào các bạn được huy hiệu thì thôi nhá. Chúc các bạn may mắn. Ok, thì hồi nãy mình đã hoàn thành xong rồi nha các bạn ơi. Thì hồi nãy mình có quên quay lại cái khoảnh khắc mình được huy hiệu rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào The Hunt để kiểm tra cho các bạn xem nhá. Ok, đúng rồi các bạn ạ, mình đã có thêm một cái huy hiệu thứ 9 là hiệu của Ninja Legend rồi nhá các bạn ơi. Ok, chúng ta lại tiếp tục đến với tựa game tiếp theo. Thì ok, và đây là tựa game thứ 10 mà mình chơi. Nó có tên là The Wolf of Order. Nó không khác gì Murder Mystery 2 các bạn ạ. Tức là nó sẽ có một con sói, tức là Murder đấy. Và Hunter, tức là Sheriff đấy các bạn ạ. Và Innocent, đây mình là Civilian. Thì Innocent thì nó ghi Civilian. Thì nhiệm vụ của các bạn là phải, nếu các bạn là Civilian thì các bạn sẽ phải đi tìm cái quả trứng, nó như là quả trứng màu xanh. Các bạn đi xung quanh cái map, các bạn đi tìm và nhặt cho mình cái quả trứng màu xanh. Ok chưa các bạn? Còn nếu mà các bạn là Hunter thì đương nhiên các bạn sẽ phải giết sói. Còn nếu mà các bạn là sói thì các bạn giết hết. Đấy. Và cố gắng thắng nha các bạn ơi. Lấy quả trứng màu xanh xong là còn phải thắng nữa các bạn ạ. Khó phết đấy. Đây lục tung cả map lên chả thấy trứng đâu cả. A few minutes later. Thì ok, mình đã đổi qua một cái server khác. Và bây giờ mình sẽ cố gắng đi tìm cái quả trứng màu xanh lè này. Và đương nhiên là kiểu nó rất là khó ý các bạn ạ, cái map nó rộng lắm. Thật sự rất là rộng luôn, rất là khó tìm luôn. Nãy giờ mình phải chơi 5 trận rồi mình không tìm nổi trứng các bạn ạ. Ui, mình là sói này. Đây, ui. Ui. Trứng này.
Ngon, thôi thôi thôi, mình làm sói, mình sợ thằng Hunter giết mình lắm, mình lấy trứng sau phát mình chuồn luôn các bạn ơi. Mình sợ bị giết lắm các bạn ạ. Có trứng phát chuồn luôn, không dám lé mặt ra đâu các bạn ạ. Như quả trứng màu xanh như là nó spawn ngẫu nhiên thì phải các bạn ạ. Ui, có thằng chạy vào, đấy có thằng nó chạy vào các bạn ạ, mình sợ nó là Hunter. Mà thôi mình không giết nó đâu nha các bạn ơi. Uầy, ngon, lấy được trứng rồi, yes sir. Đây rồi, huy hiệu đây rồi các bạn ơi, cuối cùng cũng xong, oh my god. Rồi, ok, vĩnh biệt, xin tạm biệt game này và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại game này, bye bye. Ok, từ game tiếp theo sẽ là Mega Mansion Tycoon. Thì các bạn hãy xây cái Tycoon của mình lên. Các bạn thấy cái thanh này không? Nó đẩy lên 4 quả trứng, tức là các bạn đã hoàn thành thử thách event rồi đấy. Nói chung là phải chạm ít nhất 80 cái nút đỏ là được các bạn nhé. Thì ok, nếu các bạn không biết á, thì các bạn lấy tiền ở đâu đúng không? Đây, lấy tiền ra cái hòm thư mình vào đấy nhá. Đấy, cứ bấm càng nhiều nút thì tiền nó sẽ, tốc độ tăng tiền nó sẽ càng nhanh nhá. Đây các bạn, ví dụ các bạn thu thập được, đây nãy mình thu thập được 2 quả trứng, thì mình ra cái chỗ này, mình bỏ trứng vào. Đó, vậy là xong rồi. Rồi ok, đây quả trứng cuối cùng đây rồi các bạn ơi. Mai mới xong. Đúng rồi, các bạn sẽ phải lấy tầm khoảng 80 đến 82 đô trên một giây như này này. Đó, thì các bạn sẽ lấy được trứng nhá. Đây, quả, 2 quả nữa. 1, 2, xong. Yes sir. Rồi, huy hiệu tôi đâu? Đây, huy hiệu đây. Đấy, đồ hăn này, huy hiệu đây à. Xong rồi nhá các bạn ơi. Ok, let's go, đến game tiếp theo. Ok, chúng ta đến với tựa game tiếp theo là War Zero, tựa game thứ 12. Để mình cố gắng lấy cái huy hiệu thứ 12 các bạn ạ. Thì các bạn hãy bấm vào cái phần mà play ở đây. Sau đó các bạn bấm vào cái Celestial Tower. Đấy, các bạn cứ làm theo mình đi. Tại vì biết tại sao không? Tại vì vô đây thì nó sẽ có nhiều quái vật hơn để các bạn giết. Mà các bạn, nếu mà các bạn giết được quái vật thì nó sẽ có tỷ lệ cao hơn để spawn ra cái quả trứng, để các bạn có thể nhận được nó và các bạn sẽ giành được huy hiệu nhá các bạn. Đây, trời ơi, mấy con này nhìn ghê quá. Con này nhìn như Creeper vậy đó. Trời, mất máu nhanh quá. Ôi, có trứng phục sinh này, phải không? Nhưng mình vừa lại nhặt được xong. Ok, nó yêu cầu các bạn sẽ phải giết rất là nhiều cái con quái vật và tìm ra 35 quả trứng phục sinh nằm trong những con quái vật mà nó xuất hiện ngẫu nhiên các bạn nhá. Không phải con nào cũng sẽ xuất hiện đâu các bạn ạ. Bây giờ là chỉ cần đúng một quả trứng phục sinh nữa là xong rồi. Đây, ok, xong rồi các bạn ơi. Rồi, ok, được huy hiệu rồi. Bây giờ mình có thể cút khỏi trò này được rồi. Ok, và đây là tựa game thứ 13, huy hiệu thứ 13 các bạn ạ. Thì để lấy được huy hiệu trong cái tựa game Floor is Lava này này, thì các bạn ra cái chỗ này nhá, các bạn bấm F. Đây, đó, thì các bạn sẽ phải chơi tổng cộng là 8 màn chơi. Thì các bạn sẽ phải vào chọn cái map mà nó có cái hình con cô block ở đây này. Đó, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem luôn nhá. Đây rồi các bạn ơi, cuối cùng mình cũng loát ra được cái map này rồi các bạn ơi. Đây rồi, cái map cô block đây rồi. Đây rồi, đây. Thì các bạn đi theo giống mình nhá. Đây, cái obby này nó cũng khá là đơn giản thôi. Cứ chơi bình tĩnh rồi là chạy cái gì chả qua, đúng không các bạn? Rồi, win rồi các bạn ơi. Rồi, cốp lốc ếch này không biết là được không, được hay không nữa. Đây, nói chung là mình được cái huy hiệu thứ 13 rồi các bạn ơi. May quá, chơi mãi mới được. Đến với tựa game thứ 14, có tên là Super League Soccer. Thì cái này cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn ra đây gặp cái thằng cốp lốc này. Các bạn me nhá. Rồi, các bạn nhận nhiệm vụ nhá. Các bạn chỉ cần chơi đúng 2 trận thôi là xong. Rất đơn giản luôn. Ok chưa các bạn? Mà các bạn biết gì không, chơi 2 trận của cái game này mất đúng có 12 phút thôi các bạn ạ. Cực kỳ nhanh luôn. Đấy, cứ chơi vậy các bạn ạ. Thì ok, để vô được trận đấu thì các bạn rất đơn giản. Và ra cái vòng màu đỏ, cái có chữ Choose Team đây nhá. Chọn team nào cũng được, tùy bạn. Ok, chúng ta đến với tựa game tiếp theo, tựa game số 15. Và nó tên là Muscle Legends. Thì để lấy được cái huy hiệu của cái trò này thì các bạn sẽ phải đạt được ít nhất là 2000 sức mạnh các bạn nhá. Đây này, cái strain này nó phải lên được ít nhất 2000 sức mạnh. Thì các bạn có thể bấm cái số 2 này. Các bạn nâng tạ lên, đó. Các bạn cứ ngồi các bạn nâng tạ lên. Đấy, các bạn thấy nó lên 20 điểm không? Đấy, các bạn có thể ngồi AFK auto click rồi chờ nó lên 2000 điểm thôi. Đấy. Ok, hẹn gặp các bạn ở 3 phút sau nhá. À các bạn ơi, mình không biết lý do tại sao nhưng mà khi mình lên được sức mạnh 138 là mình đã có huy hiệu rồi các bạn ạ. Chỉ sau trong vòng có 30 giây. Nhanh thế nhờ. Uầy. Vậy là xong huy hiệu thứ 15 rồi, ngon. Đến với tựa game số 16 thì chúng ta có Red Clip City. Cái này cũng rất là dễ luôn. Các bạn ra gặp cái thằng cao bồi này. Đấy, các bạn cứ tìm cái chỗ đờ hạt này này. Ra gặp cái thằng cao bồi nhá. Bấm dấu chấm hỏi đây. Đấy.
Rồi, cứ bấm Where's the first speed. Rồi, bây giờ các bạn hãy đi theo hướng mũi tên này. Các bạn có thể chạy nhanh, bấm có thể bấm ship để chạy nhanh hoặc không nhá. Các bạn có thể bấm vào cái xe ở đây. Các bạn triệu hồi cho mình cái xe ô tô này, à xe máy này, xe mô tô đó, đi cho nó nhanh các bạn ạ. Úi xồi ôi. Đấy, có khi cái này các bạn làm chưa đến 3 phút là xong rồi. Ui. Đó, đào xong phát, chạy ra tiếp. Đấy, các bạn cứ đi theo hướng mũi tên nhá, làm tầm 3 phút là xong mà nhanh lắm. Ok, mình nghĩ là chắc là mình xong rồi đấy các bạn ạ. Đây rồi. Ok, tự nhiên mà được cái huy hiệu thứ 16 rồi nhá các bạn ơi. Tiếp tục nào, huy hiệu thứ 17 các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tựa game số 17, My Restaurant các bạn nhá. Mình nghe nói cái này cực kỳ dễ các bạn ạ. Tại vì mình nghĩ là chắc là hầu hết những người chơi ở Việt Nam mình đều là chơi qua tựa game này rồi đúng không các bạn nhỉ? Nó rất dễ luôn. Tất cả những gì các bạn cần làm đó chính là cho 100 khách ăn, cực kỳ dễ luôn. Nếu mà các bạn đã từng chơi My Restaurant trước đấy rồi ấy, thì các bạn gần như là sẽ có ngay tức thì luôn. Thật ra là mình đã chơi cái trò này lâu rồi nhưng mà mình rebirth các bạn ạ. Mình rebirth đâm ra là mình phải chơi lại từ đầu nhá. Đấy. Mà chắc mình cũng không cần phải hướng dẫn gì đâu, tại vì khi mà các bạn là người thật sự mới chơi ấy, các bạn vào game thì game nó cũng tự hướng dẫn các bạn rồi. Tất cả những cái gì các bạn là có 100 khách là được rồi, cực kỳ đơn giản luôn. Ok, tựa game tiếp theo của chúng ta sẽ là Collect All Pets. Cách chơi gần như là y chang Pet Simulator 99 luôn nhưng mà nó sẽ nhanh hơn các bạn nhé. Và tất cả những gì các bạn làm là mở 30 quả trứng. Thế rồi, đấy, trứng nó sẽ giải giáp quanh map một vài quả nhé. Hoặc các bạn cũng có thể dùng tiền xu mà mấy con pet của các bạn kiếm ra được để có thể mở ra đây mở trứng đấy. Và có thể bấm mở cái phần nhiệm vụ mà các bạn hoàn thành ở trên này nè để nhận được trứng nhá, quá easy luôn. Let's go, xong rồi các bạn ơi, 30 quả trứng và một cái huy hiệu. Đến game tiếp theo nào. Ok, tựa game tiếp theo của chúng ta sẽ là Liftopia. Game này cũng quá là dễ. Bước đầu tiên các bạn chỉ cần mang cái thùng này đi theo cái chỉ dẫn của game là được nhá. Sau đó ra tới cái chỗ nó chỉ tới, click vào cái vòng tròn màu xanh dưới chân của các bạn nhá. Rồi sau đó bấm vào cái búa, đập xuống cái thùng, rồi lại theo chỉ dẫn của game. Sau đó các bạn đi ra cái hồ bơi này và ngâm cái thùng này dưới nước và cho nó tan băng trong vòng 3 phút và tuyệt đối không được nhảy lên hoặc là đi ra chỗ khác nha các bạn. Nhảy lên một cái là nó reset thời gian luôn ấy. A few minutes later. Sau đó các bạn bấm vào cái biểu tượng ngôi nhà ở đây. Chọn cho mình ngôi nhà này đi ha. Rồi sau đó bấm vào build. Mang cái két sắt này vô nhà mới được nhá. Cầm vào cái búa rồi bấm phím E. Sau đó các bạn chờ vài giây. Rồi game nó sẽ yêu cầu chơi một cái trò chơi mà phải dùng đến trí nhớ. Cứ bấm vào những cái ô mà nó có những cái quả trứng giống nhau là được rồi. Và game nó sẽ lại bắt các bạn chờ vài giây rồi lại chơi cái trò trí nhớ này tầm vài lần nữa thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu nhá. Ok, mình nhận được huy hiệu rồi này các bạn. À thì trong lúc mình quay cái video này thì cái game The Hunt nó đã cho tất cả những người chơi trên thế giới tham gia vào cái sự kiện lần này có cái huy hiệu The Strongest Battleground miễn phí luôn các bạn ạ. Đó, các bạn thấy mình vô ả phụ mà mình có luôn huy hiệu này rồi mà chả cần động tay động chân gì luôn. Các bạn vô game xem là các bạn sẽ thấy các bạn có huy hiệu này miễn phí luôn ấy, quá ngon luôn. Ok, mở đầu cho tựa game thứ 21 của chúng ta sẽ là Big Pen Paw 2 các bạn nhá. Thì trong game này để lấy được huy hiệu nó rất là đơn giản, chỉ cần hơi lâu một xíu thôi thì anh em sẽ phải chọn một cái khẩu súng bất kỳ trong ba khẩu này và phải tiêu diệt được 50 người chơi, nhưng mà không phải 50 người chơi trong một màn mà là bao nhiêu màn cũng được nha anh em ơi. Mày chết này. Yes sir, được huy hiệu rồi. Thì ok, sau khi tiêu diệt 50 người thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu nhá. Tựa game tiếp theo sẽ là My Hello Kitty Cafe. Thật sự là nó rất dễ và cũng chỉ mất cùng lắm của anh em là 5-10 phút thôi. Hãy làm theo y chang chỉ dẫn của cái con mèo này nhá. Chỉ cần nhà hàng của các bạn đạt được 100 khách là xong nhá các bạn. Nói chung là tất cả những gì các bạn cần làm là làm theo chỉ dẫn của con mèo này và ngồi đợi và chấm hết. Đó, chỉ vậy thôi đó các bạn. Hoặc nếu các bạn muốn nhanh hơn nữa thì các bạn có thể ra mấy cái thằng khách ở đây và bấm E để cho nó vào nhanh hơn nhá. Ok, xong huy hiệu rồi này các bạn ơi, quá đơn giản luôn. Tựa game số 23 của chúng ta sẽ có một phần hơi khó chịu một chút xíu. Nó có tên là Tsunami Game. Nhiệm vụ các bạn sẽ là đi tìm người ngoài hành tinh nhá. Thì trước khi làm cái đó các bạn sẽ phải đi sắt tường ở góc bên này. Các bạn cứ đi tiếp hoài luôn. Sau đó nhá, các bạn vô trong cái hang này. Cái hang mà bên cạnh nó có một cái quả trứng to bên cạnh á.
Nếu mà cái hang chưa mở lối đi bí mật thì tức là game nó đang cần người đi hết cái dòng sông này luôn nha các bạn. Và kiểu như là để cho nó đạt chỉ tiêu đủ số lượng người ấy thì nó mới cho mở cổng. Và trong chặng đường xuống đáy sông ấy thì các bạn hãy cẩn thận những con sóng thần nhá. Hoặc nếu các bạn có 80 điểm thì có thể mua một cái thuyền nhỏ ở đây đi cho nó nhanh. Rồi sau khi cái hang này nó đủ chỉ tiêu, nó mở cho các bạn rồi thì cứ đi theo y chang mình nhá. Đi lên từ từ lên trên này này. Đó. Xong rồi đi ra tìm cái mỏm đá này nhảy qua hàng rào. Sau đó đi, cứ tiếp tục đi theo mình. Đó, nói chung là phần này đi bộ hơi bị chán ha. Đó thì các bạn sẽ tới cái núi này nhá, cái núi màu vàng vàng này, trèo lên trên và sau đó đi xuống dưới thì các bạn sẽ tìm được người ngoài hành tinh để nhận được huy hiệu nhá. Ok, chúc các bạn may mắn. Tới với tựa game On Wrestle Simulator thì cái này cũng siêu dễ luôn. Bước đầu tiên là các bạn vào cái chỗ nó ghi Easter Event đây. Các bạn sẽ gặp cái thằng Benji the Bunny để nhận nhiệm vụ này nhá. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ là nhặt 3 quả trứng rải rác trong map này. Mà yên tâm nó dễ tìm lắm, chỉ cần đi theo cái mũi tên nhỏ này được rồi. Đó, ok xong. Các bạn tiếp tục ra gặp cái thằng Benji để nhận tiếp nhiệm vụ. Các bạn sẽ phải hoàn thành 6 nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ thứ hai sẽ là đi đấm cái máy này tới khi nào các bạn đạt được 175 sức mạnh ở trên này này. Quay lại thằng Benji để nhận tiếp nhiệm vụ nhá. Ra chỗ con thỏ này nhá, xong rồi spam click chuột càng nhanh càng tốt để cố gắng win được nó nha các bạn. Các bạn sẽ phải ngồi bấm thắng con thỏ đen này 3 lần. Hoàn thành rồi thì quay lại cái thằng Benji này lấy nhiệm vụ số 4. Rồi sau đó đi click mấy cái ô đồng xu nhiều màu sắc này 6 lần là được. Rồi tiếp tục lại quay lại thằng Benji nhận nhiệm vụ số 5. Các bạn đi tìm cái tờ giấy nó dán ở hàng rào, nó ở trên cái hang cổ khóa này này. Sau đó đi tìm cái chìa khóa vàng nhá, nó sẽ ở vị trí ở gần Easter Merchant các bạn nhá. Rồi sau đó mở cái hang bị khóa này, đi vô trong và nhận huy hiệu thôi, khá là easy. Tựa game tiếp theo sẽ là Project Mash. Cái game này để lấy được huy hiệu thì nó vừa khó vừa dễ. Khó ở chỗ là các bạn chơi server thường thì các bạn sẽ phải giành giật huy hiệu với người chơi khác. Ai mà lấy được huy hiệu trước thì người khác sẽ không lấy được nhá. Và huy hiệu sẽ spawn mỗi 5 phút nên tỷ lệ các bạn lấy được khá là khó. Còn dễ là nếu mà có server VIP ý, thì cứ ngồi chờ tầm 5 phút là có rồi. Nó sẽ spawn ra một cái chỗ nào đấy random xung quanh map nha các bạn. Chạm vô là nhận được huy hiệu nhá. Thì mình có mua server VIP cho game này nên link server VIP game này mình sẽ để ở dưới phần comment để cho các bạn dễ lấy nhá. Tiếp theo chúng ta có tựa game War Machine. Game này độ khó thì mức trung bình nhá. Để lấy được huy hiệu thì các bạn sẽ phải thu thập 60 mảnh trắng rơi ra từ kẻ thù. Sẽ dễ hơn là nếu các bạn chơi server VIP. Thì khi vô game ý, các bạn bấm cho mình cái suit cây ở đây. Rồi sau đó chọn cái hot rat này. Để bay thì các bạn nhấn dấu cách 2 lần nhá. Bấm ship thì nó sẽ bay nhanh hơn. Đi tìm cho mình những cái chấm đỏ đỏ có dấu chấm than như thế này này. Rồi khi tới được địa điểm đấy thì các bạn bấm Repulso hoặc là Wrist Rocket để tiêu diệt mấy thằng này. Nó sẽ rơi ra những cái mảnh trắng như này nhưng mà không phải thằng nào cũng rơi ra đâu nhá. Nhặt được 60 cái thôi là xong nhiệm vụ. Rồi sau đó các bạn quay lại cái chỗ Sibon nhá. Bấm vào cái icon nhỏ xíu này, rồi claim là các bạn sẽ nhận được huy hiệu nhá. Tiếp theo là một game cũng khá là dễ, có tên là Mega Hide and Seek. Thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng từng chơi qua trốn tìm hết rồi. Thì chỉ cần thắng 2 game trốn tìm nhá, mà phải thắng nha các bạn. Nếu các bạn là người đi trốn thì đừng để bị tìm, còn nếu mà người đi tìm thì phải tìm cho hết nhá, thì mới win được. Win 2 lần sẽ nhận được huy hiệu nhá các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta có tựa game mang tên Football Fusion 2. Này, cái game này thì nó kiểu nó hơi phiền phức một tí xíu nhưng mà cũng không khó lắm nhá. Thì các bạn ra đây nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ 1 sẽ là đẩy người khác một lần và bắt được bóng một lần trên không trung rồi. Nhiệm vụ đầu tiên thì nó khá là dễ, thì các bạn gặp mấy cái thằng mà khác team với mình ấy. Các bạn gặp thằng nào nó đang cầm bóng nhá, đứng gần nó nhảy lên xong bấm E một phát là được. Cái nhiệm vụ 2 thì nó hơi khó nhá. Các bạn sẽ phải chụp được quả bóng trên không bằng cách click chuột trái khi bóng nó tới gần mình là được. À và vâng, mình đã tốn tới tận 5 phút thì mới có thằng thật sự là ném bóng đàng hoàng các bạn ạ. Tựa game tiếp theo sẽ là Life Together RP. Nó cực kỳ dễ luôn. Đầu tiên là các bạn bấm vào cái biểu tượng điện thoại, sau đó mở ứng dụng Line Snap. Uầy, mình đẹp trai quá các bạn ơi. Rồi sau đó bấm vào biểu tượng đổi mặt camera nhá. Rồi bây giờ nhiệm vụ các bạn là sẽ phải chụp được 10 hình của 10 quả trứng cục sinh trong cái phạm vi khu vui chơi hình vuông này là được nha, chứ không, chứ bên ngoài nó không có, chỉ trong cái phạm vi của cái khu vui chơi này thôi. Và đây là 10 vị trí mà game giấu trứng phục sinh nha các bạn. Đó, các bạn ngồi theo dõi là các bạn sẽ biết.
Thì sau khi các bạn hoàn thành, nó sẽ cho chúng ta một cái huy hiệu nhá. Tờ vơ tự game tiếp theo có tên là Please Donate. Cái này nó không khó mà nó chỉ mất thời gian thôi. Đầu tiên là các bạn đi tìm cho mình cái ông ca bồi này. Sau đó đi tìm cái tên lửa vàng khổng lồ, rồi đi vô trong cái tên lửa vàng ở đằng sau. Và sẽ bấm nút E ở đây để vào chơi một cái mini game. Mini game nó sẽ là nối ống các bạn ạ. Cực kỳ dễ luôn. Ok xong, bây giờ các bạn đi vô cái cổng màu xanh này, rồi xuống cái khu đất này nhá, dùng chuột đào để tìm 5.000 kim cương. Ráng đào nha các bạn, hơi lâu ấy. Sau khi được 5.000 kim cương thì các bạn quay lại cái chỗ ông NPC này để nhận huy hiệu nhá. Tiếp theo là một tựa game thủ thành cực kỳ quen thuộc với chúng ta là Tower Defense Simulator. Thì mới vô game cứ bấm nút start này cho mình để tham gia event này nhá. Bây giờ các bạn có thể đặt mấy con này giống mình hoặc là tự nghĩ ra chiến thuật tự chơi luôn. Nếu các bạn thích đặt theo mình thì cũng được, ok. Mới đầu thì chiến thuật của mình đặt hai con giá 900 ra phun lửa này. Các bạn cứ đặt theo mình là được. Cũng có thể nâng cấp mấy con này lên bằng cách bấm vô nó rồi upgrade nha. Cũng có thể bán nó luôn nhưng mà giá sẽ thấp hơn lúc mua. Lưu ý là kể từ wave 3 trở đi, mình khuyên là các bạn nên tiết kiệm tiền để mua cái con minigun 2500 này càng tốt và đặt một đống trong khu vực này cho mình. Tới wave số 10 thì cái con boss Deathwalker nó trâu cực kỳ luôn. Hãy cố gắng mà đặt hết 40 con ra và nâng cấp full hết tất cả cho mình là các bạn sẽ chiến thắng dễ dàng thôi. Ok, con boss này die rồi. Mình nhận được huy hiệu rồi nha, quá gì. Ok, tựa game tiếp theo sẽ có một phần hơi khó khống chút xíu nhá, có tên là Arsenal. Thì cái game này mình thấy nó khá là khó đối với những bạn mà gọi là chơi trên điện thoại ý. Thôi thì cố gắng các bạn nhá. Nhưng mà nếu mà các bạn là một cao thủ bắn súng ý, thì game này cũng khá là bình thường thôi. Để tham gia sự kiện thì các bạn bấm vào đây nhá. Ủa còn NPC nó nhiều quá, skip. Ok, vừa map rồi. Giờ mình cũng không biết chỉ các bạn chơi như nào, thì nói chung là cứ xem đi xem lại cái video này của mình để các bạn biết được cái đường đi để mà không bị lạc trong cái map Arsenal này nhá. Nếu mà trên đường đi mà các bạn bị bắn hạ thì không sao, nó sẽ có checkpoint nên cứ đi theo mình là được. Mình có một tip chơi đó là hãy ngắm bắn vô đầu của mấy con NPC để cho bọn nó chết nhanh nhá. Tới khúc lên cầu thang này thì chạy luôn nhanh luôn cho mình nhá. Một tip là các bạn gần hết máu ấy, thì các bạn hãy núp ngay vào sau tường cho mình, đợi hồi máu rồi mới tiếp tục bắn bọn này tiếp nha. Bọn nó sẽ không đuổi theo các bạn đâu, yên tâm. Rồi, tới cái phòng này nó yêu cầu mình đi tìm cái thẻ cam, thì tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn. Đây, cái thẻ cam đây nha các bạn ơi. Rồi thì các bạn cứ đi theo cái lối đi của mình mà đi thôi, chứ mình cũng chả biết chỉ các bạn như nào nữa. Rồi ok, bây giờ các bạn khi các bạn vô cái phòng này rồi nhỉ, các bạn bấm E rồi sau đó bấm vào mấy cái chấm xanh xanh này càng nhanh càng tốt. Để đổi súng thì các bạn có thể bấm Q hoặc là lăn chuột nhá. Tới đoạn này các bạn phải chạy thật nhanh qua được bên kia vì máy bay trực thăng nó đang bắn vào trong nha các bạn ơi. Chạy nhanh nha, chạy nhanh nha.
Ok, bây giờ các bạn nhặt cái khẩu đài bác này lên. Rồi sau đó phải quay ngược đầu lại nhá, một đoạn khá là dài để tìm cái cánh cửa màu xanh. Tới đây nhớ dùng khẩu đại bác bắn vỡ cái cửa màu xanh này cho mình nhá. Ok, giết được bọn NPC xong lại tiếp tục dùng khẩu đại bác bắn vỡ cái tường này cho mình. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần cầm khẩu đại bác bắn liên tục vào cái máy bay này, từ khi nào nó nổ là các bạn sẽ nhận được huy hiệu nhá. Cái game này khá là khó, đâm ra là mình chúc các bạn may mắn. Let's go, thắng rồi các bạn ơi, nhận được huy hiệu này, ngon. Ok, hẹn gặp các bạn ở game tiếp theo nhá. Tiếp theo chúng ta có Obby But You Are On The Back. Thì để lấy được cái huy hiệu này, các bạn sẽ phải hoàn thành World 1 dưới 13 phút, nằm trong top 3 ở chế độ đua xe và đánh bại World 4. Thì mình khuyên là các bạn nên chơi chế độ đua trước và nên chơi trong server VIP nha. Link server VIP mình sẽ để dưới phần comment. Vì khi các bạn hoàn thành chế độ đua thì các bạn sẽ nhận được một cái xe máy. Nó sẽ giúp các bạn hoàn thành rất là nhanh chóng cái World 1 và World 4 các bạn ạ. Để vào được World thì các bạn bấm vào icon này nhá. Thì nói chung ở trong cái chế độ Race á, thì kiểu các bạn phải nằm trong top 3. Mà nằm trong top 3 thì nó khá là khó các bạn ạ. Đâm ra mình khuyên cứ chơi trong server VIP. Đấy. Thì sau khi các bạn hoàn thành hết 3 cái quest này thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu này. Ok, tựa game tiếp theo sẽ khá là na ná cái game hồi nãy. Cũng là Obby nhưng mà đi trên một cái xe đạp có tên là Pack of Hell. Các bạn sẽ phải đợi nó spawn cái map event có cái tông màu đen tối và xanh xanh như này. Hình như tỷ lệ là 50% thì phải. Nếu mà chơi server thường thì khá là khó chơi, bởi vì các bạn sẽ phải đua với người khác mà cái map nó lại còn thuộc dạng khó nữa. Mà khi người khác về đích thì thời gian cũng sẽ trôi qua nhanh hơn nhá. Khá là ức chế khi mà chơi game này. Mà không sao, vì mình sẽ để link server VIP của game này dưới phần comment cho các bạn dễ chơi luôn nha. Đấy. Tiếp theo chúng ta có Adopt Me. Lấy hiệu của game này cũng phải gọi là dễ hơn cả chữ dễ nữa. Đầu tiên các bạn bấm vào cái nút này nhá. Sau đó ra gặp cái thằng NPC này. Nhiệm vụ của bạn sẽ là đi kiếm 3 cái bánh răng thông qua 3 cánh cổng ở đây. Thử thách ở cánh cổng thứ nhất nó khá là dễ. Bây giờ các bạn cứ cố gắng làm sao đi qua được bên kia nhá. Nó sẽ có ô không đi được và sẽ có ô đi được. Các bạn cứ đi từ từ từ, đi hoài chết hoài thì kiểu gì chả qua đúng không? Ở cái cổng thứ hai nó còn dễ hơn nữa. Cái thằng NPC này nó sẽ thả cái bánh răng vào một trong năm hộp quà ở đây và đảo qua đảo lại. Chỉ cần tập trung nhìn cái hộp quà mà nó có bánh răng là được rồi. Các bạn phải thực hiện thử thách này 4 lần nhá. Thì sau khi hoàn thành cái thử thách hộp quà này thì các bạn qua cổng số 3, đi xung quanh cái map rồi tìm 3 con cua rồi bỏ vào cái chuồng gà này cực kỳ easy luôn. Rồi sau khi hoàn thành hết 3 nhiệm vụ ở 3 cổng thì các bạn lại ra chỗ thằng NPC này để nhận huy hiệu nhá. Tựa game tiếp theo sẽ là Sonic Simulator. Cái này không khó nhưng mà sẽ mất của các bạn tầm 15 phút. Giờ các bạn vào cái cổng The Hunt này, sau đó bấm Shift để chạy nhanh. Nhiệm vụ của các bạn sẽ là đi thu thập 100 cái mảnh kim cương lớn nhiều màu sắc. Đấy, rất đơn giản. Mẹo để làm nhanh đó là các bạn cứ đi qua cục nào bấm Q luôn cục đó. Cứ kiểu như là vừa chạy vừa bấm Q để cho đỡ tốn thời gian mà dừng lại bấm Q ấy các bạn ạ. Tìm được hết 100 mảnh kim cương lớn thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu này. Rồi ok, tiếp theo sẽ là Deadpool. Huy hiệu của game này cũng ở mức khó tầm trung trung nhá. Các bạn sẽ vào cái cổng The Hunt. Rồi sau đó game nó sẽ chuyển các bạn tới đánh một con boss. Thắng được con boss này là sẽ được huy hiệu. Thì các bạn có tận 5 mạng sống lận, đâm ra là cứ yên tâm mà chơi. Bóng tới mình thì chém, đồng thời là phải né mấy cái laser nữa nhá. Mẹo là các bạn không cần phải lúc nào cũng tập trung nhìn vào bóng đâu. Khi nào mà cơ thể nó đỏ lên lúc đấy mới cần nhìn laser vừa nhìn bóng luôn. Giả dụ mà các bạn chết cũng chả sao, chơi lại thôi. Giết con boss này cũng chỉ mất được 50 phút à, cực kỳ đơn giản mà các bạn có tận 5 mạng sống. Tiếp theo chúng ta đến với cuộc hành trình đi du lịch căn nhà bỏ hoang mang tên Break In 2. Cái này nó sẽ mất của các bạn ít nhất là 20 phút, tức là chỉ cần trải nghiệm cái story mode của nó đúng 20 phút là được rồi. Các bạn nhớ đi theo cái làn danh màu vàng dưới chân của mình nhá để lên xe buýt. Sau đó nó dịch chuyển các bạn qua một cái khu rừng đen tối. Rồi các bạn cứ thế đi bộ vào cái căn nhà này. Chỉ cần sống sót đúng 3 way là được nha các bạn. Mỗi một way là một làn zombie kéo tới. Thật luôn các bạn ạ, có khi chả cần làm gì ý. Có mấy ông trong server này đánh hết bọn zombie này cho mình rồi, mình chả cần làm gì luôn, thật sự luôn.
Còn nếu các bạn muốn cẩn thận mà sợ chết ý, sợ mấy con zombie giết được mình ý, thì cái việc trải nghiệm game cứ việc cầm gậy lên đập đập vô đầu bọn nó là được rồi. Tỷ lệ là 99% các bạn sẽ giành được huy hiệu này chắc chắn luôn. Việc thua nó còn khó hơn thắng rất là nhiều. Đây, huy hiệu đây các bạn ơi. Yes sir. Ok, tiếp theo là một cái tựa game thủ thành khá đơn giản và rất là dễ chơi, có tên là Cheese TD. Cái game thủ thành này chơi siêu dễ luôn. Đầu tiên các bạn vô cái nhà mà nó có chữ đờ hăn này cho mình nhá. Rồi sau đó các bạn chỉ cần đặt những cái con chuột vào cái ô vuông bé tí bé tẹo này. Nếu các bạn để gọn gàng thì có thể sẽ để được tận 4 con trong này, hoặc không thì các bạn để 2 con thôi cũng được. Chỉ cần gọi là vừa đặt chuột xuống vừa nâng cấp lên là xong. Thắng 20 wave là các bạn sẽ nhận được huy hiệu cực kỳ easy. Đó, các bạn thấy chưa? Ok, tới với tựa game cuối cùng. Game này sẽ mất trung bình từ 10 đến 20 phút để hoàn thành, cũng khá là lâu. Có tên là Pull a Sword. Đầu tiên là các bạn vô cái kính cổng này cho mình. Rồi sau đó các bạn tự ngồi bấm chuột vào màn hình liên tục. Để bấm cho đôi mỗi tay thì các bạn bấm vào cái nút này nhá. Khi nào đủ 100 sức mạnh ở cái thanh trên này thì các bạn ra chỗ này. 100 sức mạnh sẽ cho các bạn x1.5 sức mạnh thay vì có mỗi một điểm khi mà bấm chuột các bạn ạ. 300 thì sẽ là x2 sức mạnh, 1000 thì là x2.5, 3000 thì là x3. Sau đó các bạn tiếp tục farm tiếp tới khi nào mà đủ 8000 sức mạnh cho mình nhá. Rồi ra cái chỗ rút kiếm này có cái huy hiệu ở trên này này. Đấy. Nhưng mà các bạn sẽ buộc phải dùng auto click nha để bấm cho nó dễ. Còn nếu mà các bạn tự tin có thể bấm thẳng luôn bằng tay không ý, thì ok tùy các bạn thôi, nhưng mà sẽ hơi khó đấy. Khi rút được kiếm thì sẽ nhận được huy hiệu nhá. Ok, game thứ 61 chúng ta sẽ bắt đầu với Emergency Respawn. Để lấy được huy hiệu game này thì bước đầu tiên các bạn ra lấy cho mình một cái xe ha. Nút Spawn nó ở ngay đây. Chọn cho mình cái xe ô tô miễn phí. Sau đó các bạn hãy đi tới cái địa điểm màu vàng này nhá. Ok, vô đây bấm E nhận cái tờ giấy này để nhận nhiệm vụ này. Thì nhiệm vụ của bạn sẽ là đi săn 3 cái đồng xu hình quả trứng xung quanh map nhá. Nếu các bạn muốn biết 3 vị trí nó nằm ở đâu ấy thì hãy xem tiếp video này của mình nhá. Rồi ok, quay lại cái xe này của các bạn và đi theo y chang mình. Rồi vô cái nơi rồi nhìn cái bệnh viện ấy. Rẽ phải vào cái cửa này cho mình. Lên cầu thang nhá, rồi vô phòng surgery, rồi surgery room 2. Là các bạn sẽ nhận được đồng xu đầu tiên nhá. Ra khỏi bệnh viện rồi đi thẳng ra đây. Có ngay đồng xu thứ hai luôn. Tiếp tục đi thẳng một đoạn rồi rẽ trái rồi lại đi thẳng. Nhảy qua hàng rào đi vô trong này là các bạn sẽ nhận được đồng xu thứ 3 và sẽ nhận được huy hiệu nhá, easy luôn. Game tiếp theo mình sẽ chơi là Royal 2. Cái này nó còn dễ hơn game nãy nữa. Bước đầu tiên là đi ra cái chỗ này có cái ký hiệu hình huy hiệu đồ hăn này. Rồi chọn cho mình cái lớp học Nature Fairy nha. Nhiệm vụ của các bạn sẽ là nhặt 50 quả trứng bé tí xíu rải rác quanh cái map này. Yên tâm, kể cả khi màn chơi kết thúc thì nó sẽ không reset hết trứng của các bạn nhá. Nên các bạn yên tâm nha. Khi nhặt được 10 cái trứng nhỏ nhỏ ấy, nhớ quay lại cái rổ trứng khổng lồ này để lậm thêm 10 quả trứng tiếp từ khi nào các bạn đủ 50 quả ấy thôi nhá. Sau khi đủ 50 quả thì game nó sẽ cho các bạn quả trứng này. Mở nó ra rồi chọn Experience X là xong. Chúng ta sẽ nhận được huy hiệu ngay. Tiếp theo đến một tựa game hơi khó hơn một chút xíu, nhưng mà sẽ dễ nếu mà gặp được may mắn nhá. Game nó có tên là 3008. Các bạn sẽ được triệu hồi ở một cái siêu thị siêu to khổng lồ bán gần như tất cả mọi đồ gia dụng mà chúng ta xài hàng ngày ấy. Bước đầu tiên là các bạn đi tìm cho mình cái cột mà nó cao cao siêu to khổng lồ ấy. Đi xung quanh cái cột rồi tìm cho mình cái máy tính này để nhận quest nhá. Thì bây giờ đang là trời sáng nên là chúng ta hãy đi lấy mấy cái đồ vật để đóng vào cái trong cái cột này. Ví dụ như mình sẽ lấy cái giường nằm này, bấm giữ E để nhấc nó lên, rồi gắn cái giường này lên tường cho mình bằng cách tiếp tục nhấn E. Lý do chúng ta phải làm như này ấy, là vì game có thể sẽ cho chúng ta cái nhiệm vụ là trèo lên cao 60m hoặc là 95m. Mà hên xui nha, nó cho 3 nhiệm vụ ban đêm. Thì 3 nhiệm vụ của mình sẽ khác với 3 nhiệm vụ của các bạn nhá. Tầm một vài phút thì trời nó sẽ tối và nó sẽ cho mình 3 nhiệm vụ. Thì buổi sáng nó tới mấy phút luôn, thay vì ngồi chơi xơi nước thì mình sẽ đi xếp một cái giường này lên như thế này này. Để nhỡ đâu mà nó...
nó cho nhiệm vụ đứng trên cao ấy thì mình cũng biết đường mà sống. Ok, mình xong hết rồi nha các bạn ơi. Mà chờ trưa tối thì các bạn cũng tranh thủ đi xung quanh tìm đồ ăn cho mình nhá. Để cho đồ ăn vào túi dự trữ thì các bạn nhấn phím F nha. Nhớ là đừng quên vị trí của cái cột lớn mà các bạn xếp đồ trèo lên cao nhá. Để lúc đi tìm đồ ăn thì cho đỡ lạc ấy, thì các bạn cứ đi từ cái cột xong rồi đi thẳng ra và đừng có rẽ bên nào cả, thì sẽ không có bị lạc đâu. Ok, mình tìm thấy một đống đồ ăn này, ngon. Ok, trời đã tối rồi. Giờ các bạn bấm phím B để cho nó hiện ba nhiệm vụ nhá. Mình có ba nhiệm vụ, nó sẽ là nhặt một cái giường màu xanh lá này, ăn uống năm thứ gì đó bất kỳ này, và tương tác với một cái tivi nhỏ. Uầy, ba nhiệm vụ cực kỳ dễ nhá. Đây, cái giường xanh lá đây, nhặt lên, bấm E nhặt lên phát xong. Xong một nhiệm vụ. Mà nãy mình có nhặt được đúng 5 đồ ăn luôn. Cứ việc móc ra ăn thôi các bạn bằng cách bấm G nhá. Rồi click chuột vô đồ rồi ấn consume để tiêu thụ. Bây giờ mình sẽ phải đi tìm cái tivi mini. Nên lưu ý là nhiệm vụ của mình sẽ khác với các bạn nhá. Nhiệm vụ nào không hiểu thì các bạn nên search Google dịch rồi dịch qua tiếng Việt là được rồi. Đây rồi, tivi đây rồi, bấm F để tương tác nha. Ok, xong. Giờ chờ trời sáng là được nha các bạn đây. Ok, trời đã sáng rồi, mình đã nhận được cái huy hiệu. Cái game này nó hơi dối nha các bạn nha, các bạn chịu khó một xíu. Tiếp theo chúng ta sẽ chơi Bed Wars. Để nhận được huy hiệu thì các bạn hãy vô nhấn cái nút đờ hăn này này. Rồi sau đó chờ nó tìm trận vài giây đến một phút nhá. Sau khi nó dịch chuyển các bạn vô một game khác thì nhiệm vụ các bạn sẽ là đi tìm 15 quả trứng rải rác xung quanh cái map này và cố gắng làm sao đó đừng để bị chết là được nhá. Ok, xong rồi các bạn ơi, đúng 15 quả trứng luôn. Game tiếp theo sẽ là Military Tycoon. Bước đầu tiên các bạn ra cái chỗ thằng NPC có chữ đờ hăn trên đầu để nhận nhiệm vụ nhá. Tất cả những gì các bạn cần làm là đi xung quanh cả map này và nhặt 20 hộp cho mình nhá. Nên phóng to camera hết cỡ ra để nhìn cho nó dễ. Chúng ta sẽ có một cái khẩu súng tự vệ trước mấy con NPC quanh cái map này và những người chơi khác. Đi nhặt 20 hộp nhớ cẩn thận nhá. Sau khi đi tìm được 20 hộp trong map này thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu rất là easy luôn. Tựa game tiếp theo sẽ là Strongman Simulator. Bước đầu tiên các bạn ra cái chỗ này cho mình. Để lấy được huy hiệu các bạn sẽ phải dê dắt quả trứng mà nó gắn sợi dây vào bản thân mình ấy để qua ba cái obby khác nhau nhá. Và nó sẽ càng ngày một khó hơn nhá. Các bạn lưu ý là đừng có để quả trứng của mình chặn vô mấy cái cục màu tím tím này, nếu không là sẽ phải đi lại rầu ấy. Mình tua nhanh luôn để các bạn muốn theo dõi thì đi dây cho quả trứng này như nào ấy thì có thể xem tiếp nhá. Mà game này cũng khá là easy thôi. Ok, mình đã hoàn thành hết 3 cấp độ của game và nhận được huy hiệu rồi, rất là đơn giản. Tiếp theo sẽ là The Slap Battle. Để nhận được huy hiệu thì bước đầu tiên các bạn vô cái cổng màu đỏ này nhá. Rồi sau đó bấm vô đây, tát bất kỳ thằng nào đấy 105 lần là được nha. Các bạn có thể xem số lần tát của mình bao nhiêu ở đây này. Sau khi tát người ta 105 lần thì hãy quay ra cái chỗ Sibon để mua cái găng tay này này. Đó, nó có ghi là 100 cái tát ở dưới các bạn. Sau đó ra chỗ này nhá, chui xuống cái tầng hầm và nói chuyện với cái ông NPC này là ok. Nhận quest và chọn Hunt for the Hunter nhá các bạn. Rồi sau đó ra khỏi cái hầm này và đi vô cái cổng màu đỏ nhá. Tìm cái chỗ mà nó có hòn đảo, có hai cây gỗ nó nhìn như thế này này. Ra cái đảo xong rồi các bạn ngồi chờ nhá. Nó sẽ có một cái đĩa màu trắng đi tới rồi các bạn nhảy lên nó nhá. Ok, tới nơi rồi các bạn ơi. Cái đĩa nó sẽ đưa các bạn đến cái chỗ lâu đài này. Đi ra đằng sau lâu đài rồi bấm Q rồi cho cái tay, cái bàn tay vào trong, vào bên trong nhá.
Sau đó các bạn đi ra cái chỗ dấu X ở đây, đào kho báu lên. Nếu trong trường hợp nó không ra kho báu gì cả ấy, thì cứ tiếp tục đào đi đào lại cái chỗ này nhá. Đó, thì mình đào chỗ này 2 lần là ra kho báu rồi. Sau khi lấy được kho báu thì các bạn có thể reset nhân vật, vô lại tầng hầm ở đây và đưa kho báu cho ông này. Bấm lại vô ở Hunt for the Hunter rồi Collect Reward là chúng ta sẽ nhận được huy hiệu nhá. Tới với tựa game tiếp theo có tên là Escape Running Head, một tựa game obby khá là dễ chơi nhá. Tất cả những gì các bạn cần làm để đạt được huy hiệu này đó chính là tìm đủ 3 ngôi sao của 3 stage. Các ngôi sao sẽ xuất hiện ở cuối mỗi cái checkpoint nhá của từng stage các bạn ạ. Lúc chơi thì các bạn đừng có để mấy cái đầu người này chạm vô mình là được rồi. Nếu mà lỡ chết thì nó vẫn có checkpoint để hồi sinh ở điểm gần nhất các bạn nhá. Và chúng ta đã thu thập đủ 3 ngôi sao rồi này, quá hay gì luôn. Tiếp theo cũng là một game obby nhưng mà nó còn dễ hơn gấp 10 lần, có tên là Berry Prison Run Obby. Các bạn bấm play rồi xong rồi chọn cấp độ easy cho mình nhá. Rồi các bạn sẽ thấy có một cái đống donut ở bên ngoài kia rồi đó. Rồi sau đó cố gắng gọi là hoàn thành copy này và ra nhặt hết cái đống hiệu đấy là được rồi. Dễ vãi chưởng luôn. Có khi không tốn 3 phút là xong rồi. Đó rồi ok, khi các bạn xuống được đây thì phải chạy liên tục đi nhặt mấy cái donut này và đừng để thằng cảnh sát đó bắt được nha các bạn. Tốc độ của nó y chang mình cho nên là chắc không phải lo đâu. Nói chung là các bạn chỉ cần chạy liên tục, đừng có dừng lại giây nào được rồi. Ok xong, cái chỗ này vừa đủ 10 donut luôn, quá dễ. Và đây chính là Lumber Tycoon 2, một tựa game rất cổ xưa của Roblox từ 5 đến 6 năm trước mà mình từng chơi. Một cái game Tycoon rất là hay ở cái thời đó luôn các bạn ạ. Đấy là huy hiệu thì các bạn vô trong những cửa hàng trong này, nói chuyện với thằng Tom để nhận nhiệm vụ nhá. Nhớ là đừng có chọn goodbye nhá các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm giữ chuột và kéo cái hộp đựng rìu màu vàng này vô chỗ này để thằng Tom nó tính tiền. Mua thì bấm yes nha. Xong rồi mang cái hộp này ra ngoài, bấm E để mở cái hộp ra này. Rồi sau đó bấm E tiếp để nhặt cái rìu này lên. Rồi các bạn mang cái rìu này đi ra cái hang trước mặt của mình ấy. Rồi sau đó click chuột nhiều lần vô cái cây gần cái hang nhất để gọi là chặt cái cây xuống. Chặt xong rồi chặt đứt cái nhánh cây nhá. Rồi tắt cái rìu đi nhá. Xong rồi click giữ chuột vào cái nhánh cây này rồi mang nó vào trong hang nha các bạn. Rồi sau đó đi lên trên và đặt cái nhánh cây này xuống cái hang này để cho con này nó ăn là được. Nếu mà nó không ăn thì có nghĩa là cái nhánh cây nó hơi nhỏ ấy các bạn ạ. Và ở đây chúng ta có một cái cây này, để mình chặt lấy cái nhánh cây to hơn để cho nó ăn nha các bạn. Đó, nó ăn rồi. Giờ thì các bạn chờ cho nó phọt quả trứng ra nhá. Bấm giữ chuột vô quả trứng rồi mang nó về thằng Tom này các bạn nhá. Các bạn sẽ nhận được huy hiệu rất là easy. Tiếp theo sẽ là Dragon Adventures. Để nhận được huy hiệu, bước đầu tiên các bạn cầm bấm vô cái biểu tượng The Hunt ở đây. Bấm Teleport rồi sau đó nói chuyện với con rồng mẹ các bạn nhá. Các bạn sẽ phải đi tìm quả trứng thất lạc của rồng mẹ thì sẽ nhận được huy hiệu. Và đó là nhiệm vụ của chúng ta cần làm ha. Tiếp theo là cưỡi lên con rồng của mình. Có thể mà bấm Q và ngước camera lên trời để bay các bạn nhá. Rồi đi theo cái hướng mũi tên màu xanh này. Rồi ok, ra đây nói chuyện với con rồng bố nhá. Sau đó các bạn ra cái cổng ở đằng sau cái con rồng bố rồi tới đây click chuột trái, giữ chuột để phun lửa ra, cố gắng loại bỏ mấy cái thằng này nhá các bạn. Cho tới khi cái thanh máu này nó hết thì ok, các bạn sẽ xong. Rồi đó, sau đó các bạn đi vào cái cổng này. Tiếp tục đi theo cái hướng mũi tên nhá. Tới được cái chỗ mũi tên màu xanh thì nó sẽ chỉ cho các bạn nói chuyện với thằng NPC này. Nói chuyện xong thì các bạn ra cái chỗ có ký hiệu The Hunt và phun lửa vô cái chỗ đá này, nó che kín cái lối vào của mình ấy. Rồi tới đây lại tiếp tục phun lửa tiêu diệt đủ số lượng kẻ thù mà game nó yêu cầu là được. Ra đây nhặt cái chìa khóa màu xanh lên này, ra ổ khóa để mở nó lên. Vô trong này lại tiếp tục phun lửa vào kẻ thù tới khi nào thanh máu nó giảm hết thì thôi nha. Rồi ok, sau đó các bạn lại tiếp tục ra đây phun lửa nát cái lồng này trong mình. Phá xong thì click vô mấy cái biểu tượng mục tiêu trên màn hình để các bạn có thể lấy được quả trứng này. Sau khi lấy được quả trứng thì các bạn ra khỏi cái hang rồi nói chuyện với thằng NPC này. Rồi sau đó quay về cái chỗ của rồng mẹ là được nhá.
Vậy là xong, chúng ta đã nhận được huy hiệu. Kế tiếp là Drive World. Để lấy được huy hiệu game này rất là đơn giản nhá. Tất cả những gì các bạn cần làm là đi theo chỉ dẫn của cái xe này. Cái đường đi nó sẽ khá là dài cho nên là mình sẽ tua nhanh để tránh mất thời gian của các bạn nhá. Rồi ok, bây giờ bấm E để cái xe chở hàng này nó gắn vào cái xe của mình. Tiếp tục đi theo cái mũi tên màu vàng đó chị nhá. Khi các bạn tới được đây rồi, nhớ để cái xe chở hàng vô vị trí này này. Rồi lại tiếp tục đi theo cái hướng mũi tên mà game nó chỉ. Các bạn vô cái bãi rác này thì tông 8 cục rác cho mình nhá. Khi tông xong thì các bạn lại quay lại chỗ cũ theo cái hướng mũi tên. Để cái xe chở hàng vô ngay ngắn này. Làm đi làm lại công đoạn này tới khi nào mà các bạn đâm được khoảng 30 cục rác là được nha. Ok xong rồi, chúng ta đến với game tiếp theo à. Và bây giờ sẽ là Dungeon Quest. Thì không hiểu sao mới vô game nó đã cho mình vô luôn cái sự kiện The Hunt này rồi. Lạ thật. Lấy huy hiệu game này thì cũng siêu đơn giản nhá. Chỉ cần hoàn thành 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là tiêu diệt 100 kẻ thù và đánh bại boss cuối 2 lần này. Rất là đơn giản. Của cái nhiệm vụ loot loot này thì nó sẽ đi kèm theo cái nhiệm vụ tiêu diệt 2 con boss nhá. Tức là các bạn vô các bạn chém con boss cuối cùng ấy, nó sẽ tự động cho các bạn hoàn thành nhiệm vụ loot luôn. Để chém nhau thì các bạn click chuột trái nhá. Dùng chiêu thì nhấn Q và E để tiêu diệt cho nhanh này. Ok bây giờ mình tua nhanh luôn nha. Đó thì đây chính là con boss rồng khổng lồ nhá. Đó thì đây chính là con boss khổng lồ cuối cùng ha. Để mình chém nhau nó phát. Thì sau khi tiêu diệt được con boss khổng lồ thì nhiệm vụ loot sẽ auto hoàn thành luôn. Giờ các bạn lặp lại quá trình này thêm một lần nữa để nhận được huy hiệu nhá. Chúc các bạn may mắn. Tiếp theo sẽ là game Emergency Hamburg. Thì bước đầu là các bạn vô trong cái xe màu xanh này. Khi mới vô game thì nó sẽ ở gần các bạn luôn, cho nên là cứ yên tâm. Rồi sau đó bật cái map này lên và đi tới địa điểm Truck Company nhá. Để cho dễ dàng thì cứ vừa bật map vừa chạy xe thì kiểu gì cũng tới được thôi. Cái ký hiệu mũi tên này là vị trí hiện tại của các bạn này. Tới địa điểm thì các bạn đi vô trong cửa này, nói chuyện với NPC rồi bấm Start Ship và chọn cái màu vàng nhá. Rồi sau đó bấm E để triệu hồi cái xe tải này ra. Rồi đi theo cái đường màu vàng ở trong cái map mà nó chỉ dẫn nhá. Các bạn chỉ cần giao vài kiện hàng tới địa chỉ mà game yêu cầu là sẽ hoàn thành game. Ok và đây là kiện hàng cuối cùng mình rồi này. Nhớ là để cái xe tải ngay ngắn vào cái vị trí hình chữ nhật màu xanh này thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu nhá. Tiếp theo sẽ là Ultimate Football. Cái game này vô đây gần như là có thể lấy được huy hiệu rất là dễ dàng mà chả cần làm gì luôn. Bấm play ở đây và nhiệm vụ nó sẽ tự auto hoàn thành cho các bạn sau khoảng tầm vài phút. Tất cả những gì các bạn cần làm là chơi 4 trận tứ kết thôi là được rồi, cực kỳ easy. Sau đó các bạn có thể ngồi AFK chả cần làm gì cả, miễn là chơi qua 4 trận nhá. Thì các bạn sẽ nhận được cái huy hiệu của game ha. Một trận thường là nó sẽ mất từ 3 đến 10 phút một trận. Để xong hết 4 trận thì có thể là sẽ tốn của các bạn từ 12 đến 50 phút nhá. Tiếp theo sẽ là Car Dealership. Thì game này nó kiểu vừa dễ vừa khó ấy. Để lấy được huy hiệu thì nhiệm vụ của các bạn sẽ là đi khắp cả cái map này kiếm cho mình 25 con thỏ phục sinh mà nó rải rác xung quanh cái map nhá. Lưu ý là những cái đường đi mà game nó để biển báo không có thỏ thì đừng đi qua đường đó nha các bạn. Ok và đây là con thỏ thứ 25 của mình này. Hoàn thành xong thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu nhá. Tiếp theo sẽ là War Tycoon. Cái game này nó hơi rườm rà một chút xíu nhưng mà các bạn chịu khó xem kỹ nhá. Để lấy được huy hiệu thì các bạn cần tìm 10 cái hòm ở trong khu vực thành phố của game.
Nhưng mà trước khi làm điều đó thì các bạn hãy chơi cái tycoon này tới khi mà các bạn mở ra được cái xe này thì mới nên vô thành phố nha. Thật sự là đường nó dài lắm cho nên là chơi cái tycoon này theo chỉ dẫn của game tới khi nào mở được cái xe này là được. Các bạn nên chơi so với ít người để tránh việc bị mấy cái thằng khác nó cầm súng đút vào mồm bắn chết các bạn như các bạn ạ. Thì các bạn xem kỹ đoạn này để biết được đường lấy những cái đường đi mà có thể mà lấy được 10 cái hòm nhá, tại vì nó cất kỹ lắm, chơi khốn nạn thật. Đây là vị trí đầu tiên nhá, thì cái hòm nó sẽ ở đây này. Và bây giờ cứ đi theo mình là sẽ được nhá. Đó, và sẽ có một thêm một cái hòm ở vị trí này này. Đấy, ngay cái vị trí mình chỉ chuột luôn. Tiếp theo theo dõi cùng mình để biết vị trí tiếp theo này. Sẽ có cái hòm thứ ba ở ngoài ban công này. Đó, nếu mà các bạn cứ đi theo y chang như mình thì các bạn sẽ nhặt được hòm. Rồi, hòm số 4 sẽ ở đây nhá. Thề luôn mình không quay được vì ở bọn trong server này cứ giết mình ấy. Đúng ra là các bạn cứ tìm server nhỏ mà chơi. Cái hòm thứ 5 ở đây này. Cứ đi theo cái lối đi của mình là được nhá. Hòm thứ 6 này. Hòm thứ 7 sẽ ở trên cái tòa nhà cao cao này nhá các bạn. Đây rồi, mình thấy cái hộp cuối cùng đây rồi. Xin lỗi nếu mà mình đi hơi vòng vo nha, tại mình hơi quên đường xíu, các bạn thông cảm. Vậy là chúng ta đã nhận được huy hiệu, chúc các bạn may mắn nhá. Tiếp theo sẽ là Wild Horse Island. Đầu tiên là các bạn bấm vào cho mình cái biểu tượng map ở đây này. Đi theo cái bản đồ tới vị trí của cái thuyền nhỏ nhá. Tới vị trí rồi thì các bạn nói chuyện với thằng NPC này này. Rồi ok, bây giờ các bạn đi ra cái cổng có nhiều màu sắc cầu vồng là được. Sau đó click vô để cưỡi lên ngựa này. Đi tới cái vị trí cầu vồng này nhá. Rồi ok, để lấy được huy hiệu chúng ta chỉ cần đi theo cái chỉ dẫn của game. Tức là mấy cái bong bóng màu vàng vàng này, các bạn đi theo mấy cái bong bóng này là được. Đi tầm 1-2 phút là được rồi. Khi về được đích thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu này. Dễ mà đúng không? Giờ thì chúng ta sẽ chơi Warrior Cat. Game này thì nó sẽ hơi mất thời gian chút xíu nhá. Nhiệm vụ để lấy được huy hiệu này là các bạn sẽ phải thu thập hai quả trứng khác nhau trong cái map này. Trước khi làm điều đó thì hãy tắt ship lock cho mình nhá, để rồi đè phím ship để chạy nhanh nhá các bạn. Thường là quả trứng nó sẽ spawn ở vị trí này này. Và các bạn có thể chạy ra ngoài, các bạn cố gắng tự tìm lối ra ngoài nhá. Thường thì nó sẽ spawn ở ngay chỗ dòng sông này này. Đấy, các bạn thấy thấy quả trứng nhá. Nó spawn ngẫu nhiên lắm, đâm ra mình không biết chỉ các bạn sao nữa. Hoặc cũng có thể là nó sẽ spawn ở cái hồ nước này này.
Và đó là ba vị trí mà mình biết nó sẽ thường sẽ spawn nha các bạn ạ. Chúc các bạn may mắn. Ok, tựa game cuối cùng có tên là Bayside High School. Thì bước đầu các bạn bấm vô cái ký hiệu The Hunt rồi đi theo chỉ dẫn của nó nhá. Các bạn vô trong này bấm E để game nó dịch chuyển các bạn tới một cái mini game khác. Khi dịch chuyển tới game thì các bạn đi lên sân khấu này. Thì cái mini game này nó sẽ hoạt động y chang như tựa game Robit nếu mà các bạn đã từng chơi qua ấy. Cách chơi là các bạn bấm cái phím DF và ZK nha. Mình cái nút nó rơi xuống thì phải bấm đúng ngón và bấm đúng lúc nha. Các bạn có thể mà gọi là gì nhỉ, tập chơi đi chơi lại này, tập đi tập lại tới khi nào mà chơi được điểm C trở lên là ok. Rồi đó, mình xong rồi. Mình được điểm A ngay lần đầu luôn, tại hồi xưa mình cũng có chơi Robit. Game đầu tiên chúng ta sẽ chơi là Deadly Decision. Để được huy hiệu game này, các bạn sẽ phải hoàn thành một cái chuỗi câu hỏi và những cái thử thách mà game đặt ra. Nhưng điều kiện là game sẽ phải spawn cho chúng ta cái sự kiện The Hunt này các bạn ạ. Tỷ lệ spawn sẽ là 50% nhá. Và hầu hết những câu hỏi thách đố của game toàn là những câu hỏi liên quan đến lịch sử của Roblox á. Chỉ có một số câu hỏi ngoài luồng của Roblox thôi. Đây ví dụ như cái sự kiện X-Hunt 2020 được làm theo cảm hứng của lĩnh vực nào này. Đây thì nó có hai cái đáp án là Disney XD và Marvel Studio. Thì mình nhớ là Marvel Studio nha. Đó, đúng luôn rồi này. Thì những cái câu hỏi này mình sẽ gọi là gì nhỉ, những hoàn toàn khác với các bạn nhá. Nếu chọn sai đáp án thì các bạn sẽ thua và phải chơi lại nhá. Cứ chơi đi chơi lại hoài tới khi mà các bạn thuộc hết đáp án của câu hỏi này là được. May là mình chơi Roblox lâu rồi, đâm ra là không có câu hỏi nào là quá khó với mình các bạn ạ. Khi chơi thì nó cũng đang xem một vài thử thách, ví dụ như Floor is Lava chẳng hạn. Thì sau khi các bạn hoàn thành 8 lần ấy thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu. Game tiếp theo sẽ là Treasure Hunt Simulator. Và mình thề với các bạn luôn là game này nó cày rất là lâu. Để lấy huy hiệu thì các bạn sẽ cần tìm 3 cái dương kho báu được ẩn ở cái chỗ dưới khu đất này. Cái dương Ruby thì cần đào sâu ít nhất là 5 block nhá. Dương kim cương thì ra 100 block và dương màu tím khó lấy nhất thì sẽ có cái tỷ lệ xuất hiện ở dưới là 300 block nha. Tức là các bạn sẽ phải đào xuống sâu 300 block mới tìm được. Thì để đào được chừng ấy block thì các bạn sẽ phải đi đào và đi tìm mấy cái dương giá trị thấp ở khoảng mấy cái block đầu tiên. Khi đào full ba lô rồi thì các bạn sẽ đi bán mấy cái block này của mình để bán lấy tiền. Dùng tiền đấy mua mấy cái sẻn cao cấp hơn và ba lô chứa được nhiều hơn. Sẽ mất khá lâu các bạn ạ. Nhưng mà rất may mình đã có một người lạ giúp đỡ mình trong cái thử thách lần này, quá ngon luôn. Và đây chính là game dừng cuối cùng rồi, let's go. Tiếp theo sẽ là Anime Dimension. Để lấy được huy hiệu game này các bạn bấm cho mình cái nút The Hunt rồi chọn Get Badge các bạn nhá. Rồi sau khi các bạn vô trong cái khu vực ở giữa map nó sẽ có cái nút Play này. Nhiệm vụ khá đơn giản, chỉ cần chơi hai cái Dimension là được. Các bạn cứ chọn cho mình cái chế độ dễ nhất ra để chơi cho nó nhanh. Đó, thì vô đây đánh mấy con boss Titan và tí nữa sẽ phải đánh với một con boss siêu to khổng lồ. Nó có 4 cái chiêu ở dưới, các bạn có thể dùng mấy cái chiêu này để đánh mấy thằng này nhanh hơn nhá. Ok, chúng ta đã tới con boss cuối rồi, giờ thì đừng có chạm vô mấy cái làn đỏ mà con boss này tỏa ra là được nha. Đánh vào cái chỗ này nó sẽ là cái chỗ an toàn nhất để các bạn vừa dễ né mà vừa dễ tấn công này. Thì sau khi tiêu diệt con boss rồi thì các bạn lặp lại cái quá trình này y chang thêm một lần nữa thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu easy luôn. Tiếp theo sẽ là Frankie Friday. Để lên huy hiệu này thực sự rất là đơn giản nha. Chỉ cần hoàn thành 4 bài hát này là được rồi. Thì các bạn ra cái sân khấu mini nào đó bất kỳ nhá. Chọn The Hunt này, rồi nó sẽ hiện ra chúng ta 4 bài hát cần chơi và hoàn thành. Các bạn bấm WASD nhá. Mà cái này bấm khó lắm, đâm ra là các bạn cứ bấm bừa như mình. Bấm thua không sao đâu, miễn là trên tầm 20.000 điểm trở lên là cho nó chắc các bạn ha. Thì sau khi hoàn thành các bạn chơi tiếp 3 bài nữa là xong nha. Và các bạn sẽ nhận được huy hiệu sau khi hoàn thành đủ 4 bài. Giờ thì mình sẽ chơi Spray Fan để lấy được huy hiệu. Thì đầu tiên các bạn ra gặp cái ông NPC ăn mày ở đây. Nhiệm vụ sẽ là đi lấy cho cái ông này 9 cái bình phun sơn nhá. Để lấy được thì các bạn hãy đi theo lối của mình nha. Đó, thì các bạn xuống cái chỗ này nói chuyện với cái thằng NPC này rồi sau đó vẽ lên tường đằng sau cái thằng NPC này. Lúc này các bạn đi khắp cái map tìm cho mình 9 cái bình phun sơn nhá. Các bạn có thể đi theo lối đi của mình để biết 9 vị trí của bình phun sơn nhá.
Sau khi lấy được 9 bình rồi thì các bạn quay lại chỗ ông NPC này để nhận huy hiệu nha. Tiếp theo sẽ là Elemental Tycoon. Để nhận được huy hiệu thì các bạn sẽ phải đi xung quanh cái map và tìm được quả trứng màu xanh lá cây nhá. Sau đó hoàn thành cái Tycoon của các bạn và cuối cùng là đi đánh boss ở giữa map. Thì nó sẽ xuất hiện mỗi 10 phút. Thì cái game Tycoon này nó hoạt động y chang những game Tycoon khác ở đa số game trong Roblox ấy. Kinh nghiệm là các bạn nên mua mấy cái dropper trước, vì những cái dropper là thứ mà các bạn nó tạo ra cho các bạn thêm tiền để có thể mà hoàn thành cái Tycoon nhanh hơn. Đâm ra các bạn ưu tiên mua dropper trước á. Sau đó các bạn mua những cái vũ khí ở đây để tí nữa con boss nó xì bon ra ấy thì các bạn có thể đánh được nó nha các bạn. Quả trứng màu xanh thì nó sẽ nhìn như này này. Nó sẽ rải rác quanh cái map cho nên là cứ đi tìm là được. Đó, thì bây giờ mình đã hoàn thành xong cái Tycoon của mình rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận được huy hiệu nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ chơi một cái game cực kỳ kinh dị luôn. Nó là Red to Impress. Một tựa game đối với mình nó khá là cringe. Và để lấy được cái huy hiệu này thì các bạn sẽ phải ra chỗ con thỏ này, nhận nhiệm vụ là nhặt được 40 con thỏ phục sinh chạy trong xung quanh map và trong cái chế độ chơi ấy nhá, chứ phải ở sành chơi nhá. Thì mấy cái con thỏ nó sẽ chạy xung quanh như thế này này. Các bạn nhấn E nhặt nó lên 20 lần và lặp lại quá trình này thêm một lần nữa ở trận thứ hai thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ chơi Need More Friends nhá. Để lấy được huy hiệu thì các bạn sẽ cần tìm 10 kim cương màu tím rải rác trong cái căn nhà này, khá là easy luôn. Các bạn có thể theo dõi video tiếp để biết vị trí của nó nhá. Rồi ok, sau khi tìm được 10 cục kim cương tím thì các bạn hãy ra cái chỗ này để nó teleport qua các bạn tới nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ chính của game sẽ là hoàn thành cái obby siêu đơn giản này và tìm 4 con số nó nằm trong 4 cái vị trí bí mật trong cái obby này nè. Đương nhiên là 4 con số của mình nó sẽ khác với các bạn nhá. Rồi sau đó nhập cái code y chang những con số mà hồi nãy các bạn nhập được và tiếp tục hoàn thành cái obby này tới khi nào xong thì các bạn sẽ được nhận được huy hiệu nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau trải nghiệm một cái game hơi kinh dị một chút xíu có tên là SCP Roleplay. Để lấy được huy hiệu thì đầu tiên các bạn sẽ cần vào trong một cái khu vực có cái chữ màu vàng ghi Roblox The Hunt Event để nhận nhiệm vụ. Rồi sau đó vào cái thang máy một người nhá. Rồi khi teleport các bạn sẽ phải giải được cái hộp điện này. Đầu tiên là bấm làm sao đó cho cái thanh nó đi hết cái thanh đậm màu xanh lên một tí xíu. Thì các bạn sẽ có thêm một chút thời gian nhỏ để kéo cái thanh còn lại lên, làm sao cho hai thanh đấy nó lên được hai cái cục màu xanh đậm cùng lúc là được. Rồi giờ móc súng ra, giữ chuột phải một vài giây để ngắm bắn rồi mới bấm chuột để bắn các bạn nhá. Sau đó tiếp tục giải các bạn điện này y chang giống mình hồi nãy. Rồi vào cái phòng này tìm mã này. Mã của mình sẽ là 0687. Các bạn quay lại đây nhập mã nha. Mã của mình chắc chắn là khác với các bạn rồi, đâm ra là các bạn lưu ý. Rồi bây giờ các bạn làm sao đấy để đi một mạch tới căn nhà đằng trước và đừng để bị mấy con quái vật khổng lồ bắt là được. Rồi tới căn nhà này thì giải mã làm sao đấy cho cái thanh màu cam nó khớp vô cái thanh xanh này là được nhá. Thì sau khi mở cửa một đống zombie nó sẽ chạy ra này. Chỉ cần bắn hết bọn nó rồi vô trong bắn cái thanh màu đỏ đỏ này. Đi lên cầu thang bắn, tiếp tục bắn hết lũ zombie.
vô trong cái cửa này bắn nốt một con nữa rồi lại tiếp tục giải bãi hộp. Sau khi xong thì các bạn đi xuống cầu thang này, đi vô cái tầng hầm, click vô quả trứng, rồi sau đó chạy ra khỏi cái nhà này và tới cái địa điểm mà mũi tên nó chỉ các bạn tới, càng nhanh càng tốt, và lưu ý phải ném mấy con vật lớn xung quanh, đừng để nó chạm vô người thì các bạn sẽ giành được huy hiệu. Các bạn có thể dùng ship lock để chạy cho nhanh nhá. Tiếp theo là Green Village. Đầu tiên là nói chuyện với NPC của chiếc The Hunt. Nhiệm vụ của các bạn là đi theo chỉ dẫn của game để đi tìm những cái mảnh vụn mất tích của chiếc xe của thằng NPC này. Sau đó vô khu vực mua xe, chọn filter và chọn low to high để mua cái xe giá 3.500 nhá. Vô cái biểu tượng xe để xì bom cái xe ra. Và hãy bấm một cái The Hunt ở đây để nó hiện cái chỉ dẫn cho các bạn này. Để hiện vị trí tìm những cái mảnh vụn thì các bạn cứ 10 giây là bấm vô biểu tượng này cho mình. Ok, tới cái vị trí số 8 rồi và đi tới cái đoạn hàng rào này thì chỉ cần đi bên trái vòng lại để vào được nha các bạn. Sau khi nhận được 8 mảnh rồi thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu khá là easy. Rồi bây giờ sẽ là survival game, một thể loại game sinh tồn ha. Để đạt được huy hiệu thì các bạn sẽ phải tới cái địa điểm màu vàng này trong map và phải tạo ra được vũ khí để giết được nó là được. Thì để tạo ra vũ khí thì các bạn cần cầm cái hòn đá này lên, đi tìm một cây nào đấy rồi đập nó xuống. Các bạn cứ vào cái crafting menu ở đây, kiểu như là game nó cần bao nhiêu gỗ, bao nhiêu lá cây thì các bạn sẽ phải đáp ứng từ từ. Thì các bạn sẽ từ cái búa này xong rồi mới đến cái chùy nhá. Xong rồi bấm vào biểu tượng bản đồ, đi theo bản đồ từ cái chữ màu vàng. Tới được đây rồi lấy chùy ra đập chết con này để nhận được huy hiệu các bạn nhá. Tiếp theo sẽ là Survive the Killer. Để lấy được huy hiệu thì các bạn sẽ phải tìm ra được cái cục màu vàng vàng nó có hình dáng như thế này. Mà cái cục nó sẽ nằm ở đâu? Thì nó sẽ nằm ở mọi map trong game và một cái vị trí bất kỳ nào đấy ở trong cái map đó. Thì game nó có rất nhiều map, đâm ra là các bạn ráng đi xung quanh tìm là được rồi, chứ mình khó chỉ các bạn lắm. Lưu ý là lúc tìm thì cố gắng đừng có để cho cái thằng killer nó giết các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ phải sống sót tới khi nào đồng hồ nó chỉ còn có đúng 1 phút nhá. Thì xung quanh cái map nó cũng có rất nhiều cái tủ để các bạn có thể chui vào để trốn. Đến khi mà đồng hồ còn đúng 1 phút thì các bạn sẽ phải tìm lối ra theo cái chỉ dẫn của game. Nhưng đồng thời là thằng killer cũng sẽ nhìn thấy các bạn luôn, cho nên là hên xui nha. Thua thì có thể chơi lại, còn nếu các bạn sống sót an toàn thì mang cục này từ cái chỗ cái máy này bỏ vào thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu. Tiếp theo sẽ là Undead Defense Tycoon. Mặc dù là một tựa game tycoon nhưng nó cũng được pha một chút ít của việc bắn súng ha. Để lấy được huy hiệu thì các bạn cần thu thập 150 quả trứng rơi ra từ những cái con zombie mà các bạn giết. Để giết được mấy con zombie thì các bạn sẽ cần vũ khí. Mà để có vũ khí thì các bạn cứ cày cái tycoon này đến khi mà mua được súng. Tôi cầm súng này đút vào mồm mấy con zombie này bắn, đến khi nào mà được 150 quả trứng thì các bạn sẽ được nhận được huy hiệu nhá. Sword 3, để lấy được huy hiệu thì các bạn sẽ cần phải thu thập 25 quả trứng. Để lấy được 25 quả trứng thì các bạn sẽ phải giết mấy con lợn rừng xung quanh. Bấm Q để dash cho nhanh nhỉ. Click chuột để chém và bấm E để dùng chiêu nhá. Mỗi một con lợn nó sẽ có một cái tỷ lệ khá là nho nhỏ để rớt trứng các bạn ạ. Làm liên tục khi nào mà đặt được 25 quả trứng thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu. Tiếp theo sẽ là Restaurant Tycoon 2. Để lấy được huy hiệu thì các bạn sẽ phải cho khách ăn 100 quả trứng phục sinh màu vàng nhá. Thì trước khi làm điều đó thì các bạn cứ làm theo cái chỉ dẫn của game, xây dựng nên cho mình một cái nhà hàng. Các bạn có thể bắt chước theo cái cách xây của mình cũng được để khách kéo tới đông nhất có thể nhá. Đó thì các bạn thấy mấy cái quả trứng màu vàng này nó rơi ra từ khách hàng không? Nhặt nó lên nhá, khi nào mà đủ 100 quả thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu. Tiếp theo sẽ là game bồn cầu hay còn gọi là game Toilet Tower Defense. Đấy là huy hiệu thì các bạn sẽ phải thu thập 15 quả trứng vì mỗi quả sẽ có một cách lấy và vị trí khác nhau. Thì sẽ có 3 vị trí nhá, vị trí ở trong spawn, trading plaza và 3 cái map khác nhau. Thì các bạn sẽ phải đi theo y chang mình để biết vị trí của những quả trứng nhá. Thì sẽ có một quả ở trên cái ngọn cây này các bạn ạ, nó ẩn thân chi thuật kỹ vãi chưởng luôn. Rồi sau khi lấy được 5 quả trứng ở vị trí spawn ấy thì các bạn cần lấy 5 quả nữa ở khu vực trading plaza. Thì hãy theo dõi tiếp để biết vị trí của 5 quả trứng này trong trading plaza nhá. Để lấy được quả đầu tiên thì các bạn cần spam chữ man face man 3 lần trong chat nha.
cần đi trade một cái con unit bất kỳ với một người nào đấy cho người khác hay là người khác cho bạn ấy, thì sau khi quay chơi xong thì cả hai các bạn đều sẽ nhận được trứng. 3 quả còn lại thì sẽ được giấu xung quanh map Trading Plaza. Rồi ok, 5 quả còn lại thì nó sẽ phức tạp hơn một chút xíu. Thì đầu tiên các bạn cần vô khu vực desert, tức là sa mạc ấy. Chọn chế độ dễ đi ha. Thì đây, một quả trứng nó sẽ nằm ngay chỗ này trong sa mạc. Giờ các bạn đặt mấy con camera gì gì đó để tiêu diệt mấy bồn cầu này. Tiếp theo là các bạn cần tiêu diệt 10 cái bồn cầu để nhận trứng Warx nhá. Thì cùng lúc đó là mỗi cái bồn cầu các bạn tiêu diệt sẽ có một cái tỷ lệ nho nhỏ sẽ xuất hiện ra kiểu cái quả trứng Glitch X nha. Nếu mà chơi xong 20 wave rồi mà vẫn chưa có thì có thể chơi lại cũng được. Rồi sau đó các bạn out cái server này rồi vô lại cái server VIP. Rồi vô cái map Toilet City. Thì quả trứng Toilet City nó sẽ nằm ở đây này. Và cuối cùng sẽ là map Toilet Fortress. Quả trứng cuối cùng nó sẽ nằm ở trên cái miệng núi lửa. Rồi sau đó nhớ quay lại server VIP claim cái badge để nhận nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi chém người khác nha. Thì các bạn vô cái game Catalog Avatar Creator. Đây đây đây, huy hiệu thì các bạn bấm vô cái biểu tượng đờ hăn. Rồi sau đó các bạn chọn cho mình cái chế độ Team Deathmatch nha. Thì game nó sẽ cho các bạn 4 team khác nhau để chọn. Các bạn chọn team nào cũng được. Thì luật chơi rất đơn giản, còn là cố gắng chiến thắng và cả team phải có số lượng kill cao nhất thì các bạn sẽ giành được huy hiệu nhá. Ok, tiếp theo sẽ là Orbi Battles. Lưu ý là game này các bạn buộc phải chơi server thường nha. Đầu tiên là ra cái chỗ thằng NPC này để nhận quest. Rồi, nhiệm vụ mục tiêu chính là chơi ít nhất 3 trận hoặc là thắng ít nhất 1 trận để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó quay lại chỗ NPC để nhận một cái mảnh kim cương nó cho mình nhá. Các bạn bấm vô cái mảnh kim cương rồi bấm ở đâu cũng được để có thể mà kích hoạt được cái mảnh kim cương này. Bây giờ các bạn chọn cho mình cái rap battle màu vàng nha, chứ đừng có chọn rap battle màu xanh vì mình nghe nó hơi khó ấy. Các bạn bây giờ sẽ phải đi tiêu diệt một đống con chuột, thì nó sẽ chia ra 3 wave, mỗi wave là một đống chuột luôn. Lưu ý là sẽ có một vài con chuột nó sẽ mắc kẹt ở đây, đâm ra các bạn phải chạy ra tiêu diệt bọn nó nhá. Nếu mà chết thì cũng không sao cả vì các bạn có tới 3 mạng lận. Tiêu diệt hết đống chuột ở 3 wave thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu nha, khá là easy. Murder for the Sheriff Duels, các bạn cần làm 5 nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là hãy rủ một người bạn chơi chung với các bạn trong chế độ 1v1. Nhiệm vụ 2 của các bạn sẽ là đi tìm một cái quả địa cầu được spawn ở một vị trí bất kỳ trong bất kỳ một cái map nào ha, và nhặt nó lên. Nhiệm vụ thứ 3 sẽ là nhặt đồng xu khi mà bạn giết được một ai đó bằng súng hoặc là dao. Nhiệm vụ số 4 sẽ là chiến thắng một trận đấu 1v1 bất kỳ. Nhiệm vụ 5 sẽ là chiến thắng một trận 2v2 hoặc là 3v3 nhá. Tip là các bạn nên dùng súng và có một chiếc kỹ năng thắng là được, hạn chế dùng dao nhá. Khi chiến thắng thì các bạn quay lại lobby và ra cái chỗ này để nhận hết 6 cái cúp thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu nhá. SpongeBob Simulator chơi gần như là y chang Pet Simulator 99 và không khác gì mấy. Ba nhiệm vụ game đặt ra khá là rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Đầu tiên là tiêu hủy 25 dương ở Area 1, tiêu hủy 50 Double Balloon Pie ở Area 2 và tiêu diệt 25 drills ở area 3. Chỉ cần cày cuốc liên tục và mở trứng mạnh hơn tới khi nào các bạn xong hết 3 nhiệm vụ này thì sẽ nhận được huy hiệu nhá. Weapon Fighting Simulator, 3 nhiệm vụ dễ hiểu. Mở 20 quả trứng, chặt được 5 mảnh pháp thuật của kẻ thù, đánh bại 30 kẻ thù. Khả năng cao là các bạn sẽ đánh bại 30 kẻ thù xong, các bạn sẽ có cái tỷ lệ cao là sẽ nhặt được 5 cái mảnh ghép phép thuật ở nhiệm vụ số 2. Hoàn thành được 2 đến 3 nhiệm vụ rồi thì các bạn có thể ra đây ngồi mở 20 quả trứng này rồi bấm vào biểu tượng đờ hăn để hoàn thành 3 nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu. Astro Resistance, để lấy được huy hiệu thì đầu tiên các bạn ra nói chuyện với NPC. Nhiệm vụ của các bạn sẽ là đi nhặt 12 cái mảnh pha lê được cất giấu trong 4 cái cánh cổng nhá. Cánh cổng đầu tiên sẽ là một cái phòng thí nghiệm. Cần tìm tất cả những cái nút bấm màu xanh trong cái phòng này. Các bạn có thể theo dõi tiếp để biết được vị trí của những cái nút bấm nhá.
Đó, thì các bạn đã tìm được hết tất cả nút bấm màu xanh thì cái cổng này nó sẽ được mở ra. Giờ các bạn tiếp tục theo dõi để biết vị trí của những mảnh pha lê. Sau đó game nó sẽ teleport về các bạn về chỗ cũ. Giờ thì tiếp tục vô cái cổng số 2. Hãy làm theo mình để biết được vị trí giấu những cái mảnh pha lê này. Thì cái cổng số 3 phải hoàn thành được obby mà game đặt ra và cũng như là tìm những cái mảnh pha lê trong cái cổng này. Tiếp tục theo dõi mình để biết vị trí. Từ cái cổng số 4 y chang cái cổng số 3 luôn. Hoàn thành obby và đi tìm những cái mảnh pha lê rải rác trong cái obby này. Sau khi tìm được hết 12 mảnh pha lê thì các bạn vào cái cổng chính ở giữa để đánh nhau với con boss. Cũng khá là dễ ha. Bấm số 1 để cầm vũ khí và ngắm bắn vô con boss tới khi nào nó hết máu là được. Mà yên tâm, các bạn có đai thì vẫn sẽ được respawn nhá. Đánh tới khi nào con boss nó đai rồi thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu Maple Hospital. Để lấy được huy hiệu thì các bạn cần làm theo chỉ dẫn của game thôi là được rồi. Cứ đi theo cái chỉ dẫn của nó nhá. Và lắng nghe những cái NPC nói chuyện và làm theo NPC những cái lời mà NPC kêu các bạn làm là được. Sau khi xong thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu. Thororos Rama, mục tiêu là phải đợi hai team trong game hòa lại thành một. Các bạn vô đây để vô trận nhá. Luật chơi của game nó sẽ như sau. Game nó sẽ chưa được làm 3 team và 3 team sẽ tham gia một cái loạt thử thách của game và đội nào thua thì những cái thành viên trong đội đấy sẽ phải vote một thành viên ra khỏi đội. Những thành viên của đội thua đều có thể vote ai cũng được. Chơi qua một loạt thử thách đến lúc mà từ 3 đội còn 2 đội và từ 2 đội có tổng 8 người thì sẽ hợp lại thành một đội nhá. Thì chúng ta sẽ giành được huy hiệu. Chiến thuật của mình để sống lâu nhất là các bạn hãy chơi cùng với một người bạn. Và nếu team thua ấy thì các bạn có thể cùng với người bạn đấy của các bạn tập trung vote vào một người thôi. Để chúng ta giảm cái tỷ lệ mà bị loại các bạn nhé. Chúc bạn may mắn. Kra Crusher 2. Đầu tiên chúng ta cần hoàn thành một cái chuỗi nhiệm vụ của game ha. Chúng ta cần hoàn thành chính cái nhiệm vụ của The Hunt. Thì các nhiệm vụ của nó cũng được nói khá là rõ ràng rồi ha. Rồi ok, đầu tiên là spawn một cái xe ra này. Giờ thì lái cái xe này vào một cái cỗ máy nghiền bất kỳ để hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách phá xe và phải phá hủy xe của bạn càng nhiều lần để hoàn thành nhiệm vụ nhá. Giờ thì di chuyển đến cái khu vực Terbi Anira này. Đi theo giống mình nhá. Rồi các bạn chờ vài giây để hoàn thành nhiệm vụ. Rồi ok, thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ phải tham gia một cái trận đấu trong cái Terbi Arena này và không cần thiết phải thắng đâu. Sau khi xong thì các bạn quay trở lại cái sảnh và spawn một cái xe ra. Tìm cho mình cái chỗ nghìn xe nó có cái aura màu vàng vàng như này là được. Cho xe và hủy diệt cái xe và các bạn sẽ nhận được huy hiệu. Tiếp theo là các bạn sẽ phải ép bản thân chơi một trong những game cringy và khó chịu nhất của sự kiện lần này. Đó chính là Threadline Daycare nha. Các bạn có thể trở thành em bé hoặc là người lớn. Thì để cho nó bớt phần cringy thì mình sẽ dùng luôn ác phụ của mình làm em bé và mình làm người lớn nhá. Rồi ok, ra đây nói chuyện với con NPC Baby này. Rồi sau đó bế em bé của các bạn lên bằng cách nhấn pick up nhá. Rồi bây giờ làm cái nhiệm vụ ở dưới này mà game nó yêu cầu này. Mỗi nhiệm vụ là sẽ phải bế em bé vào một căn phòng khác nhau để hoàn thành các bạn ạ. Ví dụ như uống sữa thì vào phòng bếp này. Đi vệ sinh đi tắm các kiểu thì vô phòng tắm này. Thì sau khi hoàn thành thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu. Từ game tiếp theo là Metro Life nha.
Để hoàn thành nhiệm vụ, các bạn sẽ phải đi theo dấu chân ở dưới và đi qua những cái biển chỉ dẫn đờ hăn và nói chuyện với NPC này, rồi lên khinh khí cầu và bay xung quanh bầu trời thu thập những cái ánh sáng màu xanh này thì đủ 10 cái thì các bạn sẽ nhận được huy hiệu. Nhớ xuống cái con NPC này để nhận nhá. Fruit Battleground, bấm vào Spin Fruit để mở trá quỷ cho mình này. Sau đó dùng cái chiều dưới này và cố gắng cày lên level 15 cho mình nhá. Thì sau khi lên được level 15 thì mục tiêu của các bạn sẽ là đi tiêu diệt hai người chơi khác nhau. Thì các bạn có thể kêu bạn bè của mình rồi cố tình đứng im cho các bạn giết là các bạn cũng sẽ nhận được huy hiệu luôn. Đấy. Ok, tiếp theo sẽ là carry a friend này. Mình khuyên là nên kêu một người bạn vào chơi chung và phải hiểu ý nhau và bro một chút xíu nhá. Rồi các bạn cần pair với một người bạn của các bạn rồi vô cái chỗ The Hunt này để teleport. Mỗi các bạn sẽ có một cái màu đỏ hoặc là màu xanh. Để được huy hiệu các bạn cần tìm ít nhất là 10 quả trứng trong cái map obby này là được. Người màu xanh thì đi được trên cái ô đất màu xanh, đỏ thì đi được trên đất màu đỏ, và cũng như là 10 quả trứng xung quanh cái obby này. Các bạn theo dõi video để xem cách hoàn thành obby nhá. Và ok, đây là quả trứng cuối cùng rồi ha, và chúng ta sẽ nhận được huy hiệu. Ok, tiếp theo sẽ là Shindo Life 2. Đầu tiên các bạn chọn teleport ở đây này. Giờ mục tiêu của các bạn sẽ là đi tìm hết 9 quả trứng rải rác trong map cùng với những người chơi khác trong cùng server. Họ sẽ cùng với các bạn đi tìm những quả trứng, cho nên huy hiệu này cũng không quá khó để lấy. Berry Avenue RP. Để lấy được huy hiệu thì các bạn cần làm theo chỉ dẫn của NPC của game ở đây này. Giờ thì làm theo mình để hoàn thành nhiệm vụ nhé. Nhớ phải bấm complete để hoàn thành nhiệm vụ và các bạn sẽ nhận được huy hiệu. Driving Empire, để lấy được huy hiệu này thì rất là đơn giản luôn. Hai nhiệm vụ sẽ là thu thập 30 quả trứng xung quanh map và hoàn thành 3 cuộc đua. Thì sau khi lấy 30 quả trứng rồi thì các bạn sẽ hoàn thành 3 cuộc đua ở đây này. Hoàn thành xong thì nhớ bấm thân in các bạn nhé. Gunfire Arena, để lấy được huy hiệu thì các bạn sẽ phải thu thập đủ 5 vật phẩm khác nhau và mỗi vật phẩm các bạn sẽ phải lấy được ít nhất 10 lần. Để lấy được thì các bạn sẽ phải chọn cái crossmat. Thì khi vào crossmat các bạn sẽ phải giết team đối phương và chạy ra thu thập những cái vật phẩm mà rơi ra từ họ nhá. Chúc các bạn may mắn. Tựa game tiếp theo phải là Lumberjack Simulator. Để lấy được huy hiệu này thì sẽ cần phải đánh bại con thỏ ở vùng đất thứ hai nhá. Để đánh bại nó ở vùng đất thứ hai thì sẽ phải cần click chuột nhiều để sức mạnh này, nâng cấp click chuột và đấu với mấy con nhân vật để nhận được mấy cái cúp để mua trứng tăng sức mạnh. Thank you.
Rồi ok, tựa game cuối cùng có tên là Creatures of Sonaria. Để lấy được huy hiệu các bạn sẽ phải nuôi con vật mà mình chọn lên mức cao nhất, kiểu như là lớn lên ở mức cao nhất luôn ý. Sau đó đi vòng quanh map ở 4 vị trí khác nhau, giống như nó phẩm trong game để mua đồ trong shop. Và hoàn thành 6 nhiệm vụ region thì các bạn bấm vào đây này. Đó, ví dụ như cái unit ví dụ như cái nhiệm vụ 50 unit đồ ăn này, uống 50 unit này. Đấy là hai nhiệm vụ nhỏ này thì các bạn cứ đi xung quanh tìm đồ ăn và tìm thức uống nhá. Và tiếp theo sẽ phải là sống 150 giây thì nói chung là đừng có chết là được. Và trong đấy các bạn có thể làm luôn nhiệm vụ bay 2500 stat trong cái vùng đất hiện tại. Để roll in mất 3 lần các bạn nhấn phím V rồi chọn cái cục mất roll rồi này. Và cuối cùng là tấn công người chơi khác 5 lần bằng cách tới gần họ rồi click chuột là được nha. Chúc các bạn thành công. Rồi ok, giờ sẽ là Piggy này. Tựa game có thể gọi là khó nhất cái sự kiện The Hunt này. Mình chơi mình cũng cảm thấy khá là vui nhá. Rồi ok, các bạn bấm vào cái ký hiệu The Hunt First Edition để teleport nha. Thì cái luật chơi của nó là các bạn sẽ phải đi giải đố này, đi tìm chìa khóa mở cửa và cũng như là giải thoát khỏi cái đám cái vật truy lùng các bạn nhá. Ở đầu game thì các bạn hãy đi xung quanh cái chỗ ngoài lâu đài này này để tìm cho mình một cái tờ giấy nhá. Nó có ghi một cái gọi là số 1 và cái mũi tên hướng qua phải. Thì mỗi người sẽ làm một cái câu giải đố và những cái tờ giấy nhìn cái mã nó sẽ khác nhau các bạn nhá. Sau đó tìm được tờ giấy và vô trong này nhá. Rồi các bạn sẽ thấy ba cái van như thế này. Thì tờ giấy nó ghi số 1 và mũi tên hướng qua phải, tức là cái van số 1 và các bạn bấm làm sao đấy cho nó quay qua bên phải nhá. Bấm vào mấy cái van này này. Dễ hiểu đúng không các bạn? Rồi, bây giờ các bạn vào lâu đài và rẽ trái nhá. Bấm vô cái cửa để mở này. Rồi tới cái đoạn này mình không biết giải thích như nào nữa nhưng mà các bạn cố gắng chịu khó lắng nghe các bạn nhá. Thì trong căn phòng này nó sẽ có 3 quyển sách, các bạn bấm vào quyển nào cũng được. Thì bước 1 là bấm cả 3 quyển xem thì quyển nào sẽ là kêu bịch đầu tiên, nó kêu một cái tiếng bịch lên đầu tiên chứ phải tiếng bòm nhá các bạn. Bước 2 là ví dụ nếu quyển số 1 hoặc là bất kỳ một quyển nào nó kêu cái bịch trước, ok thì các bạn sẽ phải nhớ. Sau đó nhá, bấm lại cái quyển đấy. Nói chung là nếu nó kêu cái bịch nó đúng ý thì các bạn bấm lại, còn nếu sai thì các bạn chuyển qua quyển khác và tiếp tục áp dụng cái công thức này cho tới khi nào các bạn bấm được 3 quyển nó kêu bịch 3 lần liên tiếp là được. Mà một quyển sách thì nó cũng có thể kêu bịch 2 lần liên tiếp các bạn nhá. Chốt lại thì bấm đúng thì bấm lại quyển đó, còn nếu sai thì bấm quyển khác. Và khi bấm thì nó kêu bòm thì phải quay lại quá trình bấm sách như ban đầu. Thì nói chung là các bạn sẽ phải ghi nhớ quyển nào đúng quyển nào sai ý, và sẽ phải bấm theo cái thứ tự đúng của nó. Hơi khó giải thích ha, các bạn tự chơi thì mình nghĩ các bạn sẽ hiểu được thôi. Các bạn phải nhớ cả những cái tờ giấy như thế này nhá. Mã sẽ là Z2 này, nhớ ghi nhớ đó để tí nữa chúng ta giải mã. Rồi ok, mã tiếp tục sẽ là số 3 mũi tên đi xuống. Các bạn cũng phải nhớ luôn là ở đầu video mình cũng đã chỉ các bạn xoay mấy cái văn ở trong cái khu vực giải mã ấy. Thì cái này cũng y chang nha, phải ghi nhớ các bạn nhé. Rồi, tiếp tục lập những chìa khóa lên và tiếp tục ghi nhớ tiếp này. Mã sẽ là X3 này. Cứ ghi nhớ đi, tí mình sẽ chỉ cho các bạn giải mã một thể luôn. Rồi, bấm vô cái cửa có ổ khóa có cùng màu với cái chìa khóa của mình. Rồi, tiếp tục ghi nhớ tờ giấy này tiếp. Mã sẽ là Y5 này. Rồi ok, bây giờ ra giải mã. Thì hồi nãy chúng ta tìm được 4 tờ giấy có mã lần lượt là Z2, X3 và Y5. Và cái mã của cái van số 3 là mũi tên đi xuống. Đấy. Thì X, Y, Z tương đương với 3 cái nút lớn từ trái qua phải kèm theo một cái con số. Cái nút lớn đầu tiên là giá trị X, sau đó ở giữa là giá trị Y, và tiếp theo bên phải là giá trị Z. Rồi còn cái khu vực van này thì chúng ta còn đúng một cái nữa, đâm ra chưa xong, vẫn phải đi tìm tiếp tục cái tờ giấy tiếp nhá các bạn. Đó, thì các bạn cứ ngồi xem mình giải mã này các bạn sẽ hiểu. Ok, cái mã cuối cùng là giá trị 2 hướng xuống dưới. Vậy là chúng ta đã tìm được cái tờ giấy cuối cùng. Rồi, bây giờ chúng ta ra giải mã này.
Đó, vậy là chúng ta đã giải mã xong rồi nha các bạn ơi. Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi hết tòa nhà và tìm chìa khóa, cũng như là phải tìm được cái chìa khóa thang máy để chúng ta mở được cái ba cái thang máy. Nó sẽ cho chúng ta ba cái mã để giải mã. Các bạn hãy theo dõi mình chơi là được rồi. Cùng lúc đó là phải bấm được mấy cái nút dán trên tường này nữa nha. Oh my god, chìa khóa đỏ đây, may mắn quá các bạn ơi. Nhưng mà các bạn sẽ phải đi tìm cái ổ có khóa màu xanh để mở nó ra trước thì nó mới cho mình cầm cái chìa khóa đỏ này được. Các bạn ghi nhớ xem chìa khóa đỏ nó nằm ở tòa nhà nào và căn phòng nào nhá, nhớ ghi nhớ đấy. Ok, và đây chính là cái chìa khóa mấu chốt. Thì chìa khóa này nó sẽ mở ra ba cái thang máy để chúng ta có ba cái mật mã các bạn nhá. Ba cái thang máy nó sẽ nằm ở ba tòa nhà khác nhau. Ok, cái thang máy đầu tiên nó sẽ ghi là 15 này. Các bạn có thể nhi gớ hoặc nếu mà dễ quên thì có thể ghi lên khung chat cho mình cho đỡ quên cũng được. Tí nữa để mình sẽ giải mã cho các bạn một thể này. Ok, có đủ hết 3 mã của thang máy rồi thì giờ tìm cho mình cái cầu màu xanh để lên đó giải mã nhá. Rồi bây giờ là giải mã này. Thì cái số đầu tiên là cái thứ tự vòng quay, còn số kế bên là cái giá trị của nó. Ví dụ như 1 năm thì cái vòng số 1 sẽ là quay 5 lần đó. Tiếp theo là 37 thì vòng số 3 thì quay 7 lần. Tiếp theo là 22 thì vòng số 2 thì quay 2 lần. Đấy. Rồi mở két này ra thì chúng ta sẽ nhận được huy hiệu. Ok, tiếp theo sẽ là The Mimic. Thì cái này không khó mà chỉ mất thời gian một chút xíu thôi. Các bạn bấm play và đi ra cái luồng sáng ở đây cho mình nhá. Bấm E để nó di chuyển các bạn vào sự kiện The Hunt này. Rồi ok, mục tiêu sẽ là thu thập cái huy hiệu này, nhưng mà phải có đủ 1000 tiền vàng để mua. Và để có được tiền vàng thì các bạn sẽ phải đi xung quanh map thu thập rất nhiều trứng luôn nha các bạn. Không phải chỉ mỗi thu thập 15 quả thôi, cái này là chỉ là số lượng các bạn có thể mang theo tối đa thôi. Các bạn lấy được bao nhiêu thì hai bấy nhiêu, rồi cầm cái số trứng quay lại cái chỗ nó ghi sell ở đây này. Thu thập trứng đến khi nào nó đủ 1000 xu để mua huy hiệu là được. Lưu ý là trong map sẽ có một cái con thỏ khổng lồ này cản trở các bạn lấy trứng nhá. Mà không sao đâu, vì nếu bị bắt thì các bạn chỉ mất tối đa 5 trứng đem theo nhá, chứ không phải là mất hết nhá. Chúc các bạn may mắn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái game khó chịu nhất ở cái sự kiện The Hunt này, có tên là Steep Steps. Rồi đầu tiên các bạn đi ra cái cổng này này, rồi sau đó nói chuyện với NPC và nhận nhiệm vụ.
thì nhiệm vụ sẽ là đi tìm 5 cục cô lấp màu xanh xanh ở phía trên ấy. Sau đó các bạn sẽ phải đi dùng cái cầu thang này và leo lên trên. Cứ tập dùng đi thì nó sẽ quen các bạn ạ, nó hơi khó dùng đấy. Và lưu ý là nếu rớt cầu thang xuống là coi như các bạn có khả năng là phải chơi lại đấy nha, cực kỳ khó chịu luôn. Thì cái cục khô block nó sẽ nhìn như thế này này. Các bạn leo lên thì nhớ tìm kỹ từng khu vực để không bỏ sót một cái cục nào nhá. Thì rất may là trong cái quá trình mình cố gắng đi lấy huy hiệu thì có rất nhiều người lạ trong server giúp đỡ rất là nhiệt tình các bạn ạ. Đâm ra mình đã lấy được huy hiệu rất là dễ dàng. Thì sau khi lấy đủ 5 cục khô block thì các bạn đi xuống đây nói chuyện với con NPC để nhận huy hiệu nhá. Combat Warriors, một tựa game chém giết nhau khá là ghê các bạn ạ. Nhưng mà thôi ráng chơi đi. Để nhận được huy hiệu thì các bạn sẽ phải đủ 150 điểm. Và để có điểm thì các bạn sẽ phải đi giết người khác. Giết được một người thì sẽ được 2 điểm. Và nếu chơi hội đồng ấy thì sẽ, nếu mà thành công chơi hội đồng một người thì các bạn sẽ có 1 điểm. Mẹo là khi các bạn dùng vũ khí số 1, các bạn có thể bấm phím F để khi người khác chuẩn bị chém vào bạn mà họ lỡ chém vào cái khiên màu tím của bạn thì các bạn thì bọn nó sẽ không làm gì được. Bọn nó sẽ bị choáng vào các bạn. Đây là cơ hội để các bạn giết bọn nó. Đấy. Thì sau khi đạt được 150 điểm rồi thì các bạn nhớ bấm vào The Hunt này. Rồi sẽ phải tham gia một cái lobby nó có phần hơi khó khó nha. Nhưng mà hôm sau game nó có checkpoint đâm ra là không phải lo đâu. Các bạn hãy theo dõi để biết cách mình chinh phục lobby này nhá. Thì sau khi hoàn thành nhớ quay lại sảnh chờ của game để lấy huy hiệu các bạn ạ. Úi dồi ôi, đây rồi, xong rồi, cuối cùng sẽ là game Doors nha, tựa game thứ 100 của chúng ta. Ok, để lấy được huy hiệu các bạn vô cái khu màu xanh biển đậm này. Các bạn nên chơi cùng nhiều người để tăng tỷ lệ chiến thắng nhá. Luật chơi nó rất là đơn giản, các bạn sẽ phải đi hết 50 cửa trong Back Doors trong một cái khoảng thời gian khá là ngắn và sẽ phải chơi cực kỳ nhanh chóng luôn nha. Cứ mỗi vạch cánh cửa game sẽ cho chúng ta một cái cần gạt để có thêm thời gian. Và một cái vật phẩm game nó sẽ là một cái bình màu vàng vừa tăng máu vừa giúp các bạn chạy nhanh chóng giống như vitamin ấy. Lưu ý là khi chơi sẽ có một cái vài cánh cửa nó sẽ bị sai nhá. Nếu mà đi sai vào cánh cửa đấy mà đi lọt xuống hư không là chết luôn ấy. Có hai thực thể mà các bạn sẽ phải đối phó là một thực thể nó cách hoạt động nó sẽ gần như y chang là Rush luôn. Thì thoảng nó cũng sẽ giống Ambush nó đi qua đi lại ý. Để đối phó thì khi đèn chớp tắt các bạn phải tìm một cái tủ chui vào để đợi trốn khi nằm thực thể nó đi qua là được rồi. Thực thể thứ hai thì nó sẽ hoạt động y chang như là thực thể Ice vậy đó. Khi mà nhìn chằm chằm vô nó thì các bạn sẽ mất máu nhá. Cho nên là luôn phải nhìn xuống nửa sàn nhà và nhìn nửa lên trên để đi cho nó dễ. Và thực thể cuối cùng thì nó gọi là gì nhỉ? Khi các bạn hết thời gian ý thì nó sẽ xuất hiện và giết các bạn luôn nha. Ok, bây giờ các bạn theo dõi để xem mình chơi như nào là được rồi. Thank you.
Ok, và đó là 100 tựa game của The Hunt. Và mình chúc các bạn sẽ sớm hoàn thành hết, vì chỉ còn vài ngày nữa thôi là sự kiện sẽ kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên bỏ lại cho mình một đăng ký, một like cũng như là bấm một cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ một video mới của mình trong tương lai nhé.